Xin chào quý thính giả đang nghe chuyện hay 198. Hôm nay chúng tôi giới thiệu tới quý thính giả bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tác giả Tình Hà Dĩ Thậm. Kính mong quý thính giả bớt chút thời gian để like, chia sẻ, comment và nhớ subscribe để theo dõi thêm nhiều chuyện của kênh nữa nhé. Xin các huynh đệ tỷ muội một đăng ký nhé. Nếu ai ủng hộ kênh để kênh phát triển tốt hơn thì có quy giờ, Momo, số tài khoản đó nhé. Xin cảm ơn. Chương 771, cầu. Bao phủ tông chủ lâu màu tuyết lồng ánh sáng phá diệt lúc, phát ra một tiếng chìm vang. Có lẽ có người chú ý tới, nhưng lâm vào trong sự sợ hãi Thanh Vân Đình các tu sĩ, ai còn có thể ở. Chân chính công kích Thanh Vân Đình địch nhân, kỳ thật cũng không nhiều. Thậm chí là chỉ có 4 cái. Nhưng mỗi một cái, đều khủng bố phi thường. Một cái người đàn ông béo, tay cầm cương đao, lại cũng không lấy cương đao chém người, cả người mạnh mẽ đâm tới. Bị đụng vào hắn người, không cần nói là thông thiên cảnh hay là đằng long cảnh, thậm chí là nội phủ cảnh, đều va chạm chết ngay lập tức. Dày đặc công kích đạo thuật rơi vào trên người hắn, đánh cho hắn huyết nhục văng tung tóe, để hắn xem ra dữ tợn phi thường, thỉnh thoảng gầm thét để phát tiết thống khổ. Nhưng chân chính chuyện kinh khủng là, từng cái oanh kích hắn thi thuật giả, lại tại đạo thuật rơi xuống về sau, chính mình không hiểu thấu chết đi. Hoặc thất khiếu chảy máu, hoặc thi thể tách rời, hoặc huyết nhục vỡ vụn. Đường đường tông thủ Phong Diệp, chính là tại lấy một cái cường lực đạo thuật oanh kích này người đàn ông béo về sau, cứng ngắc tại chỗ, thất khiếu chảy máu mà chết. Về sau, vết thương chẳng chịt người đàn ông béo, tại Thanh Vân Đình Sơn Môn vừa đi vừa về va chạm, lại không người dám ngăn ở trước người hắn, cũng không có người dám công kích hắn. Hắn cơ hồ là một người đuổi theo khắp núi tu sĩ chạy. Trong miệng oa oa gọi bậy, bị truy người đều hồn bay lên trời. Một nữ nhân, mang theo không có ngũ quan mặt nạ, hoạt động kỳ quỷ, thân hình như quỷ mị, chớp nhoáng trái phải. Mỗi một lần xuất hiện, tất có một người tu sĩ chết đi. Bắt không được, trốn không thoát, cũng trốn không thoát. Nàng giống cái này thâm trầm bóng đêm, đơn giản bị bao phủ tử vong. Một cái có con mắt màu đỏ ngòm người trẻ tuổi, tay cầm một cái dao găm, mỗi giết một người, tất khoét một lòng. Rất nhiều Thanh Vân Đình đệ tử đều là bị huyết khí của hắn sát khí chấn nhiếp, chưa từng tiếp chiến, liền đã sụp đổ. Xem ra bình thường nhất chính là một cái người gầy, không có cái gì khủng bố cử chỉ, nhưng chính là người này, một mực ngăn trở Thanh Vân Đình tông chủ Hồ Định mới, để hắn không rãnh khác chú ý. Toàn bộ Thanh Vân Đình Sơn Môn, bị một tòa quỷ vụ đại trận chỗ vây khốn, nặng nề sương mù màu đen bên trong, tiếng quỷ khóc kéo dài. Những cái kia trong kinh hoàng chạy vào quỷ vụ bên trong Thanh Vân Đình tu sĩ, cuối cùng không ai đi tới. Thanh Vân Đình cũng không phải bùn khắc gỗ tố, không thể nào trơ mắt chờ lấy địch nhân tại ngoài sơn môn thong dong bảy trận. Cho nên cái này quỷ vụ trận lực lượng chấn động kỳ thật cũng không tính cường đại, hẳn là chỉ là lấy trận bàn lâm thời dự, lại trận bàn phẩm giai không tính quá cao. Kỳ thật chỉ cần một vị ngoại lâu cảnh cường giả xuất thủ, là đủ đem nó đánh vỡ. Nhưng mà tập kích Thanh Vân Đình những người này, trước tiên liền nhằm vào Thanh Vân Đình ngoại lâu cường giả. Tông thủ Chỉ Lục, Phong Diệp nhao nhao chiến tử. Một cái duy nhất họ khác tông thủ Trương Vô Liễu, đang bị cái kia người đàn ông béo đuổi được nhảy lên xuống nhảy, căn bản không có dư lực bên cạnh chú ý, còn lại tông thủ Phong Việt, cũng chỉ là tổ chức tông môn đệ tử đang khổ cực trèo chống mà thôi, nhìn chung toàn bộ sơn môn bên trong chiến đấu. Căn bản không phải một hồi thế lực ngang nhau công phạt, mà là một hồi đẫm máu đồ sát. Vẻn vẹn 4 người, đem toàn bộ Thanh Vân Đình vây khốn vây giết, Khương Vọng một kích đánh vỡ bảo vệ tông chủ lâu lồng ánh sáng, bước vào cái này Thanh Vân Đình hạch tâm yếu địa. Ngoại giới chém giết không có quan hệ gì với hắn. Cái cùng Bạch Vân đồng tử nắm chặt thời gian tìm kiếm Vân Đính, tiên cung thất lạc kiến trúc. Không đi quản cái kia tao nhã siêu nhiên lầu các bố trí, không đi quản cái kia đầy dẫy ngọc đẹp pháp khí, đạo nguyên thạch, mặc kệ những cái kia công pháp nói tịch. Hắn muốn chỉ là Thanh Vân Đình. Toàn bộ tông chủ lâu hết thảy 3 tầng, một tầng sau một tầng tinh xảo. Nhưng mà 3 tầng lật khắp, y nguyên chẳng được gì. Bạch Vân đồng tử từ đầu đến cuối hồ đồ, không có cảm ứng được cái kia thất lạc kiến trúc khí tức. Khương Vọng xác nhận mình đã tìm kiếm qua mỗi một nơi hẻo lánh, hắn thậm chí tìm được phòng tối. Tông chủ lâu bên trong cất giữ công pháp, pháp khí, hoàn toàn chính xác đáng giá ngày bình thường nghiêm phòng tử thủ. Nhưng Vân Đính tiên cung thất lạc kiến trúc cũng hoàn toàn chính xác không còn hình bóng. Chẳng lẽ cùng Thanh Vân Đình cùng tên thất lạc kiến trúc đã đánh rơi trong lịch sử? Khương Vọng không có bỏ mặc chính mình hoang mang ảo não, mà là lập tức quyết đoán rời đi tông chủ lâu, hướng trong kế hoạch kế tiếp vị trí xuất phát. Hắn chắc chắn Thanh Vân Đình không có đánh rơi, đã từng lừng lẫy nhất thời Vân Đính Tiên Cung, nhất định có thủ đoạn nào đó bảo hộ lấy Tiên Cung khôi phục khả năng. Linh Không Điện nhiều lần di chuyển, cũng không mất đi kiến trúc. Thanh Vân Đình càng không nên mới đúng. Không ở chỗ này chỗ, ngay tại kia chỗ. Mà Thanh Vân Đình cái này vừa mất rơi kiến trúc như tại, tất nhiên chạy không khỏi Bạch Vân Đồng Tử cảm giác, kháng cự không được Vân Đính Tiên Cung thu hút.
Như vậy chỉ còn lại Phong Trì hai mạch Hạch Tâm nhà viện. Khương Vọng xa xa cảm thụ một cái phía trước núi chiến đấu, tính toán chính mình còn thừa lại bao nhiêu thời gian, một bên tại không trung bay nhanh. Phong Trì hai mạch tại Thanh Vân Đỉnh Sơn Môn đều có một tòa Hạch Tâm nhà viện, đại biểu cho hai họ tăng trải qua lịch sử huy hoàng. Nhưng chỉ có trở thành tông chủ về sau, mới có thể vào ở nhà viện. Cho nên cái này hai tòa nhà viện, vĩnh viễn có một tòa trống không. Tại Thanh Vân Đỉnh sinh sống hơn nửa tháng, Khương Vọng sớm đã chín mọng địa hình, một đường tiến thẳng một mạch, bằng nhanh nhất tốc độ, xông vào trống rỗng nhà trong viện. Nơi này là họ Phong Hạch Tâm nhà viện. Chiếm diện tích rộng lớn, bố cục đơn giản. Nhưng mới mở cửa lớn ra, liền thấy một cái hốt hoảng quay đầu thân ảnh quen thuộc Phong Minh. Xem bộ dáng là vừa mới trốn vào nơi này, thần sắc kinh hoàng, khí tức hỗn loạn. Tùng Hải. Thấy Khương Vọng, hắn thở dài một hơi, ngươi cũng trốn rồi. Chợt lại bối rối lên, làm sao bây giờ? Bên ngoài có đại trận, chúng ta giống như trốn không thoát, lần này nói không chừng đều phải chết. Ngươi không phải đi tiền tuyến sao? Khương Vọng nhíu mày. Ta mới theo cha ta thương lượng xong, còn cần thời gian khơi thông quan hệ. Không nói cái này. Phong Minh kịch liệt thở dốc vài tiếng. Tùng Hải ngươi có chủ ý, chúng ta làm sao bây giờ? Hắn cùng Phong Việt nếu như trước đó đã đi, có lẽ cũng bị chặn giết trên đường. Tựa như chỉ lục như vậy. Vừa nghĩ như thế, ngược lại không biết không đi là phúc là họa. Cho tới bây giờ cái này hoàn cảnh, chỉ có thể làm hết mình, nghe thiên mệnh. Khương Vọng lắc đầu, ta có thể có biện pháp nào? Không không không. Phong Minh giống như là bắt lấy hắn cây cỏ cứu mạng, kích động lên, ngươi không đơn giản. Ta biết ngươi không đơn giản. Hắn hướng Khương Vọng bên này góp mấy bước, thanh âm thậm chí mang theo cầu khẩn. Xem ở ta đối với ngươi coi như không tệ phân thượng, đừng một người trốn. Tùng Hải, giúp ta một chút. Mang ta đào tẩu. Trên đời này, nào có đồ đần đâu. Cho dù là Phong Minh dạng này ít trải qua tang thương, bành trướng tại tự biên tự diễn bên trong công tử ca, cũng không tất cả đều là hắn thường xuyên biểu hiện ra ngoài như vậy xúc động ngây thơ. Vu Tùng Hải, đang lợi dụng hắn sao lại không phải đang lợi dụng Vu Tùng Hải. Từ khi biết Khương Vọng đến bây giờ, hắn trả giá, bất quá là dẫn tiến Khương Vọng vào Thanh Vân Đình, nhưng được sự giúp đỡ của Khương Vọng, tầm ảnh hưởng của hắn lại càng ngày càng tăng, càng lúc càng đạt được Phong Việt cùng cái khác trưởng bối coi trọng. Coi như, thật đúng là không phải là mua bán lỗ vốn. Khương Vọng luôn luôn một từ, trực tiếp lách qua hắn đi vào trong, thời gian eo hẹp góp, hắn chỉ nghĩ nhanh lên cầm tới Thanh Vân Đình, lại tìm cơ hội thoát đi, không có công phu tiếp tục ở đây qua loa Phong Minh. Ngươi đến Thanh Vân Đỉnh là có mục đích đúng hay không? Phong Minh sau lưng hắn đột nhiên hô, ngươi vụng trộm đang tìm cái gì, đúng hay không? Ngươi muốn cái gì? Ta có thể giúp ngươi, chỉ cần ngươi có thể cứu ta. Thật sự là đánh giá thấp hắn. Khương Vọng bỗng nhiên quay người, ngươi có thể giúp thế nào ta? Chương 772, hại họa. Tổng coi người khác là đồ đần người, thường thường mình mới là cái kia kẻ ngu lớn nhất. Ai nói Phong Minh xuẩn? Làm chỉ lục nói Vu Tùng Hải nhân vật như vậy. Không nên ở Phong Minh phía dưới thời điểm, lấy Khương Vọng thực chất bên trong kiêu ngạo, nhưng thật ra là tán thành. Hắn từ chưa xem thường qua Phong Minh, nhưng hắn không cách nào không thừa nhận, hắn từ đến không có thật cảm thấy Phong Minh lớn bao nhiêu bản sự, cùng những người khác đồng dạng, hắn cũng hoàn toàn chính xác xem thường Phong Minh. Hắn dẫn đạo Phong Minh, suốt ngày mang theo hắn tại Thanh Vân Đình từng cái địa phương lắc lư, tự cho là không chê vào đâu được. Nhưng mà Phong Minh kỳ thật đã sớm hoài nghi hắn có mưu đồ khác, chỉ là một mực kiềm chế không nói. Hắn đang bồi Phong Minh chơi đùa, Phong Minh sao lại không phải đang cùng hắn diễn kịch. Giờ phút này mới mở miệng, liền trực chỉ vấn đề Hạch Tâm, nhưng Khương Vọng không thể lại không nhìn hắn, nhất định phải nhìn thẳng vào giá trị của hắn. Bên ngoài đã náo thật lâu. Người bây giờ mới tới, nghĩ đến là đi đại từ đường tìm đồ đi. Tông chủ lâu cũng tìm rồi. Không tìm được đúng hay không? Phong Minh sâu kín nói. Chẳng trách ở nói biết người người trí, tự biết người sáng. Tự biết sao mà khó khăn vậy, biết người sao mà khó khăn vậy. Khương Vọng trong lòng tự xét lại hướng phía trước núi phương hướng trông về phía xa một chút. Bọn họ tại hậu sơn, nhưng trước sơn môn chiến đấu tiếng vang, đã từng bước lan tràn đi qua. Nói rõ Thanh Vân Đình thủ sơn đội ngũ, đấu trí đã sụp đổ, bị giết đến vừa lui lại lui. Thời gian không nhiều. Hắn quay lại ánh mắt, nhắc nhở Phong Minh nói. Thanh Vân Đình chân chính bí khố, chỉ có không cao hơn 10 cái người biết ở nơi nào. Phong Minh từ hộp chữ vật bên trong lấy ra một cái tạo hình kỳ lạ chìa khóa. Mà chìa khóa tại ta chỗ này, ngươi nói ta có thể hay không đến giúp ngươi? Nói cái này miếng chìa khóa tạo hình kỳ lạ, bởi vì nó vậy mà là đình đài hình dạng, dài nhỏ một cái, nhưng mái cong vẽ góc, điều khắc đến rõ ràng, mà Khương Vọng trong cơ thể Vân Đính Tiên Cung, cơ hồ là lập tức liền có phản ứng. Vân Đính Tiên Cung thất lạc kiến trúc, lại bị làm thành chìa khóa. Khương Vọng một mực tại tìm kiếm Thanh Vân Đỉnh, vậy mà liền tại Phong Minh trong tay. Quá thú vị. Phong Minh coi là Khương Vọng muốn đồ vật,
tại cái gọi là Thanh Vân Đình chân chính trong bí khố, lại không biết chiếc chìa khóa trong tay của hắn, mới là Khương Vọng tình thế bắt buộc đồ vật. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Ngươi quả thật có thể đến giúp ta. Khương Vọng giọng nói nhẹ nhàng nói. Phong Minh mơ hồ cảm giác được có cái gì không đúng kình, nhưng không biết vấn đề ở chỗ nào, cái cảnh giác lui lại một bước đừng nhúc nhích ý đồ xấu. Ngươi coi như cầm tới chìa khóa, cũng không biết bí khố ở nơi nào, càng không biết như thế nào mở ra bí khố. Nhưng Khương Vọng đã phi thân mà lên. Phong Minh không chút nghi ngờ, chính mình sẽ không là cái này ẩn tàng cực sâu Vu Tùng Hải đối thủ. Cho nên hắn phản ứng đầu tiên mới là mở miệng uy hiếp, nói rõ lợi hại quan hệ, không nghĩ tới cái này Vu Tùng Hải, vẫn là nửa điểm do dự đều không có, trực tiếp liền tới tranh đoạt. Hắn trước tiên liền muốn thôi động lực lượng hủy đi cái chìa khóa trong tay, nhưng bỗng nhiên nghĩ lại, cái này chìa khóa đối với Vu Tùng Hải trọng yếu như vậy, chính là đồ vật bỏ mệnh, đơn giản hủy không được. Liền cái này một ý nghĩ sai lầm, chậm một bước. Lạc lối thần thông tại lúc này phát huy hoàn mỹ tác dụng. Khương Vọng một tay lấy hắn đè lại, đem hắn một mực đặt tại chỗ. Dễ dàng, từ trong tay hắn lấy đi chìa khóa. Xa so với Phong Minh mạnh hơn Chỉ Nguyệt, tại Chỉ Vân Sơn bên trong cũng gánh không được Khương Vọng mấy kiếm. Chớ nói chi là hiện tại Khương Vọng, so Chỉ Vân Sơn bên trong lại mạnh hơn rất nhiều. Cùng là nội phủ, Phong Minh liền Khương Vọng một chiêu đều không tiếp nổi. Chìa khóa tới tay, liền tự nhiên thụ Vân Đính Tiên Cung chỗ triệu, rơi vào biển ngũ phủ bên trong. Khương Vọng trên tay buông lỏng, buông ra Phong Minh nghĩ biện pháp đào mệnh đi thôi. Phong Minh còn không có kịp phản ứng, cái chìa khóa trong tay liền đã mất đi, mà thần bí Vu Tùng Hải đã quay người. Hắn sững sờ một chút, đuổi theo hô chớ đi, chớ đi. Ta cho ngươi biết bí khố ở nơi nào, trong bí khố bảo vật tất cả đều là ngươi. Chỉ cần ngươi cứu ta. Ngươi tìm không thấy, chính ngươi tìm không thấy bí khố, Tùng Hải. Hắn liều mạng tìm kiếm lấy có thể cứu chính mình một mạng lý do, càng không ngừng gọi. Tùng Hải, cái này hơn nửa tháng chúng ta mỗi ngày cùng một chỗ, ta mang người khắp nơi tiêu xái, không có công lao cũng có khổ lao, dù sao cũng nên có chút tình cảm. Mang ta cùng một chỗ trốn. Khương Vọng bước chân dừng lại, hắn rất chân thành lắc đầu ta làm không được. Sau đó vừa sải bước vào trong bóng đêm, chỉ để lại cái này lạnh như băng một câu. Lưu cho Phong Minh vô tận tuyệt vọng. Cái này rất lạnh lùng, nhưng hắn nói, chỉ là một sự thật. Phong Minh xem hắn vì cứu mạng rơm rạ, có thể chính hắn đều không có đầy đủ tự tin đào thoát, thì có biện pháp gì mang Phong Minh cùng một chỗ. Tại Thanh Vân Đình Sơn Môn trong đêm tối, Khương Vọng trầm mặc phủ thêm nặc y, Phong Minh câu nói sau cùng kia đả động hắn, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là dừng lại đang đánh động giai đoạn. Làm không được chính là làm không được. Hắn không có trách nhiệm càng không có nghĩa vụ cứu Phong Minh, hắn cũng cho tới bây giờ cùng Phong Minh không phải là bằng hữu. Cái dạng gì giao tình, làm cái gì dạng sự tình. Nếu là tiện tay mà thôi, hắn không ngại giúp đỡ Phong Minh, chỉ xuất tại bản tính thiện lương. Nhưng loại này hoàn toàn chuyện không có cách nào. Hắn không sẽ làm Phong Minh mà tự hãm đường cùng. Nếu như hãm tại chỗ này, là An An, là Đỗ Giã Hổ, là Trọng Huyền Thắng, vậy hắn liều chết cũng muốn đem nó cứu, không có gì cân nhắc có thể nói. Nhưng nơi này là Phong Minh, chưa hề chân chính giao qua tâm, chưa hề trao đổi qua chân thành. Nghĩ biện pháp đảo mệnh đi thôi, là Khương Vọng duy nhất có thể cho đề nghị. Biển ngũ phủ bên trong, Vân Đính Tiên Cung ẩm ẩm vang động, Thanh Vân Đình từ vòm trời hạ xuống, như trước đó Linh Không Điện, Vân Tiêu Các. Rơi vào Vân Đính Tiên Cung phế tích quần lạc, một cách tự nhiên tới hòa làm một thể. Đến tận đây, Vân Đính Tiên Cung đã biết cụ thể ba tòa thất lạc kiến trúc, toàn bộ trở về. Linh Không Điện vì Vân Đính Tiên Cung cung cấp liên tục không ngừng nguyên khí, tích lũy tháng ngày cung cấp khôi phục lực lượng. Vân Tiêu Các tọa trấn trung ương, thống hợp toàn bộ Vân Đính Tiên Cung quần lạc, đem liền làm chỉnh thể, làm tòa này rách nát phế tích, chính thức có được Vân Đính Tiên Cung khung xương. Mà Thanh Vân Đình, lại có thể mang đến cái gì? Toàn bộ Thanh Vân Đình Sơn Môn bên trong, tuyệt vọng không phải là Phong Minh một người. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền Phong Việt, đi qua dài lâu kinh doanh, né qua bao nhiêu minh thương ám tiễn, cơ hồ đã có thể khóa chặt tiếp theo Nhâm Thanh Vân Đình tông chủ vị trí. Chính là nhân sinh đắc ý thời điểm, lại nghênh đón kẻ địch khủng bố tập kích. Hắn am hiểu đàm phán, giỏi về giao dịch, hiểu được thỏa hiệp. Nhưng tập kích Thanh Vân Đình những người này, không có một cái là bình thường, không có một cái có thể câu thông. Không có đàm phán, không có giao dịch, không có thỏa hiệp. Bọn họ chính là chạy tới giết tuyệt Thanh Vân Đình Sơn Môn mà đến. Cho nên am hiểu lấy lui cầu vào Phong Việt, mới như vậy lõa liều mạng. Bởi vì hắn đã không có lựa chọn nào khác. Cũng không dừng là Phong Việt ý thức được điểm này. Từ bị tập kích đến bây giờ, chỉ định phương chỉ huy nhược định, phấn chiến phía trước, có thể nói hoàn toàn biểu hiện ra một cái tông chủ vốn có đảm đương cùng năng lực. Nhưng thực lực chênh lệch quá mức rõ ràng. Đối diện cho dù là yếu nhất cái kia mắt đỏ nam tử, cũng có nội phủ tu vi, mà đồng dạng là ngoại lâu cảnh.
Thanh Vân Đình tông thủ căn bản không phải đối diện những người kia đối thủ. Phong Việt nếu không phải có đệ tử kết trận hỗ trợ, sớm đã chết ở nữ nhân kia trong tay. Mà họ khác tông thủ Trương Vô Liễu, đã bị giết bể mật khí, liền hoàn thủ dũng khí cũng sẽ không tiếp tục có, chỉ lo chạy trốn, bị giết chỉ là vấn đề thời gian. Cái kia người đàn ông béo quỷ dị thần thông quá mức khủng bố, không để ý tới, liền sẽ bị đuổi kịp tươi sống đâm chết. Công kích hắn, tự thân lại quỷ dị bỏ mình. Hắn nghèo nghĩ tất cả, cũng không biết nên như thế nào phá giải. Chẳng lẽ kéo dài dài rằng giặc lịch sử Thanh Vân Đình, liền muốn vong tại hôm nay, vong tại ta Chỉ Định Phương tay? Không. Chỉ Định Phương bỗng nhiên gầm thét lên tiếng. Hắn tuyệt không cam tâm như thế, tuyệt không nguyện trở thành Thanh Vân Đình tội nhân. Bốn tòa ánh sao thánh lâu tại xa xôi vòm trời hô ứng. Mãnh liệt ám sắc như dòng nước động, từ huyền bí nơi tuôn ra, tụ tập, che đậy trăng sáng. Mà hai tay của hắn giơ cao, tóc rối bời tản ra, cả khuôn mặt hiện đen nhánh vẻ, dữ tợn gầm thét bằng vò ta hồn mạng, tế này hại họa mây đen. Chương 773, gọt thịt, vạn ác. Có người sinh ra bất hạnh, tai không thể nghe, miệng không thể nói. Có người ngu dại hồ đồ, một thế không biết xuân thu. Có người phụ mẫu đều mất, lẻ loi hưu quạnh. Có người thật tốt đi trên đường, lại đột nhiên chết bởi tuấn mã. Có người cẩn thận ghé qua núi rừng, nhưng ngoài ý muốn chết tại rắn rết. Bất hạnh, bất hạnh. Thế gian bao nhiêu không chuyện may mắn, lại gặp bao nhiêu bất hạnh người. Cấm kỵ đạo thuật lực lượng phun trào, so màu mực còn nồng mây đen, che khuất trăng sáng nhan sắc. Giống như là tuyệt vọng, ngăn cách hy vọng. Nó là một đoàn bóng tối, là một mảnh sợ hãi. Là hư ảo, cũng là chân thực. Nó trước kia tồn tại qua, về sau cũng đem tiếp tục tồn tại. Mỗi cái mắt thấy nó người, đều cảm nhận được nhân sinh tiền đồ ảm đạm, lần này sinh cơ xa vời. Giống như hôm nay tức ngày rỗ, nay kỳ chết ngay lập tức kỳ. Đây là tai ương, là tai họa. Thê thảm nhất bất hạnh, muốn tới người. Thanh Vân Đình đại từ đường, tên là Thiện Phúc Thanh Vân từ đường. Mà Thanh Vân Đình bí thuật cấm kỵ, lại đem Thiện Phúc điên đảo, nhường hại họa ngập đầu, nghiệt nợ dây dưa, tụ này mây đen. Lấy Chỉ Định Phương thực lực, căn bản không đủ để thôi động này thuật. Hắn muốn hiến tế tự thân mệnh hồn, lấy hại sinh hại, lấy họa nuôi họa. Trước cho mình tai họa, lại thi hành hắn họa. Dùng hung nhất lệ bí thuật cấm kỵ, vì Thanh Vân Đình oanh ra một con đường sống. Tại thời khắc này, Thanh Vân Đình một đám tu sĩ, từ tông thủ, cho tới đệ tử, đều động dung. Cho dù là Phong Việt dạng này bụng dạ cực sâu nhân vật, cũng không nhịn được đỏ trong mắt. Lại thế nào cạnh tranh, Phong, Chỉ hai mạch dù sao đồng khí liên chi. Hắn cùng Chỉ Định Phương nhiều năm ở chung, rất rõ ràng môn này bí thuật cấm kỵ hung lệ, càng thêm có thể lý giải Chỉ Định Phương lấy hay bỏ. Tại Thanh Vân Đình tao ngộ tai họa ngập đầu thời khắc, Chỉ Định Phương hiện ra một tên tông chủ đảm đương. Đứng ở trước núi, lấy thân chết tông. Hại họa mây đen hoàn toàn treo tại cái kia gầy địch nhân trên không, dẫn dắt trong cõi u minh khí cơ, đem phúc thọ điên đảo, loạn mệnh số làm ác. Chỉ Định Phương mười ngón điên cuồng biến ảo, thần ý đều đốt, hồn mạng biến mất dần. Thế là mây đen thâm trầm, hại họa đến. Ngay tại cái này bí thuật cấm kỵ sắp hoàn thành một khắc cuối cùng. Cái này xâm phạm trong địch nhân xem ra nhất không đặc biệt dị gầy vóc dáng, chợt gọi một tiếng, không chơi. Một tiếng này bén nhọn, vội vàng. Hắn giống tiểu hài tử chút giận, giống như diệt môn chiến đấu là nói bậy, liều mạng tranh đấu là trò đùa, có thể nói không chơi, liền không chơi. Dù là hắn thực lực cường đại, lời này cũng quá mức ngây thơ. Không ai sẽ quan tâm câu nói này phân lượng. Duy chỉ có Chỉ Định Phương bản nhân, đạo nguyên phun trào gấp hơn, cảm xúc càng dữ dội hơn, hồn mạng tiêu tán càng nhanh. Chỉ có một mực cùng cái này gầy vóc dáng chém giết hắn, mới biết một thân thực lực kinh khủng, sâu không lường được. Không phải hắn làm sao đến mức muốn hy sinh chính mình. Dựa vào bí thuật cấm kỵ đến phá cục. Nhưng hắn người cảm xúc, hắn người tâm tình, xưa nay không tại Lý Lão Tứ cân nhắc phạm vi bên trong. Trừ Tam Ca, ai cũng không thể chân chính ảnh hưởng hắn. Đối mặt cái kia bao phủ khí cơ hại họa mây đen, đối mặt một vị bốn ngoại cảnh lầu tu sĩ liều mạng một lần, hắn cảm nhận được uy hiếp, cho nên không chơi. Chỉ thế thôi, tay phải nhô ra, tùy ý vồ một cái, lúc này từ một tên Thanh Vân Đình tu sĩ trong tay, đoạt lấy một thanh trường đao tới. Sắc bén thuấn thiểm. Lưỡi đao đảo ngược, chém dụng chính mình cái cổ. Hắn đoạt đao nơi tay, lại không thương tổn người, trái lại tổn thương tự thân. Hắn không phải là diễn trò, không phải là biểu diễn, không phải là phô trương thanh thế. Một đao chém dụng, huyết nhục văng tung tóe. Một đao kia là hung ác như vậy, trực tiếp chém vào hơn phân nửa, giống như hoàn toàn là chạy tới chém đầu đi. Băng lãnh lưỡi đao tách ra huyết nhục, dừng ở Lý Lão Tứ cái cổ trung ương. Nhưng hắn không thống khổ chút nào vẻ, ngược lại nhếch miệng cười. Ngay tại hắn đối diện, không hề có điểm báo trước, Chỉ Định Phương toàn bộ đầu lâu, bỗng nhiên bay khỏi. Không đầu thi thể rơi xuống đất, mà không trung đã thành hình, tức muốn hàng tai họa hại họa mây đen.
Tại đã mất đi thi thuật giả thao túng cùng duy trì về sau, khoảnh khắc tiêu tán, vạn dặm sao thưa, chân trời trăng sáng. Mây đen đã qua đời, nhưng mà cái kia trong trẻo ánh trăng vẩy xuống, lại khiến Thanh Vân Đình chúng tu sĩ trong lòng lạnh buốt. Chỉ Định Phương dãy giụa, Chỉ Định Phương gánh chịu, Chỉ Định Phương liều mạng, không có chút ý nghĩa nào. Trong nháy mắt này, trong đầu rất nhiều tin tức chợt cấu kết, cùng về thần thông. Phong Việt mặt mũi hoảng sợ, ngươi là Lý Xấu, Lọt Thịt Nhân Ma Lý Xấu. Hắn quay đầu nhìn về phía tay kia nâng cương đao người đàn ông béo, vậy ngươi chính là? Hắn rốt cuộc minh bạch người này quỷ dị thần thông là cái gì, thanh âm không cách nào ức chế run rẩy, vạn ác nhân ma. Hoặc là nói, cái này kinh khủng suy đoán kỳ thật vẫn luôn có, chỉ là hắn không muốn tin tưởng, không thể tin được. Mà bây giờ, không thể không tin tưởng. Ây! Lý Xấu lúc này đã đem trường đao rút ra. Hắn rút đao tư thế, tựa như trẻ củi lúc không cẩn thận hãm sâu đao bổ củi, sau đó ra sức đem đao bổ củi rút ra như thế, đem cổ của mình xem như đầu gỗ, dùng sức kéo kéo, hoàn toàn không cố kỵ sẽ hay không đau nhức, dù là, thấy cảnh này người đều có cảm giác đau. Hắn huyền lập không trung, thuận tay đem đao bỏ qua, khép lại năm ngón tay, chăm chú che lại chính mình cái cổ vết thương ghê rợn, máu tươi từ hắn giữa ngón tay tuôn ra, đem hắn toàn bộ bàn tay đều nhuộm đỏ. Ngữ khí khá là bất mãn, tam ca, làm sao đại hiển thần uy chính là ta, hắn nhưng thật giống như càng sợ ngươi hơn. Ha 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 ha. Trịnh lão tam lúc này, đã bắt lấy Thanh Vân Đình duy nhất họ Khác tông thủ Trương Vô Liễu, tại một thân hoảng sợ vô lực dãy ruộng bên trong, trực tiếp một cái đầu chùy nện xuống. Bành. Giống một cái dưa hấu nổ tung. Đỏ trắng vẩy ra, ấm nóng, dán một mặt. Trịnh lão tam tiện tay đem Trương Vô Liễu như chó chết thi thể ném đi, tiếng cười to đến tận đây mới ngừng. Nếu không ta tại sao là ngươi tam ca đây? Hắn nói. Uy. Lý Xấu che lấy cổ, hướng Phong Việt bay đi, hoàn toàn không thèm để ý hắn đề phòng, cùng phía sau hắn kết trận những cái kia Thanh Vân Đình đệ tử. Ngươi vì cái gì càng sợ ta hơn tam ca? Hắn hỏi. Theo Chỉ Định Phương cùng Trương Vu Liễu liên tiếp chết đi, Thanh Vân Đình thắng lợi khả năng đã bị triệt để dẫm diệt. Phong Việt thông minh như vậy người, đương nhiên không thể nào không rõ ràng đại thế đã mất. Nhưng Lý Xấu loại này nhàm chán vấn đề, để hắn một lần nữa nhìn thấy hy vọng. Hắn ý thức được, tiếng xấu rõ ràng Gọt Thịt Nhân Ma cùng Vạn Ác Nhân Ma, có không giống với thường nhân tâm tính. Bọn họ có một loại ngây thơ tàn nhẫn, mà loại này ngây thơ bản thân, có lẽ có thể lợi dụng không gian. Phong Việt dùng sức nuốt một cái nước bọt, để cho mình sợ hãi biểu hiện được rõ ràng hơn, để làm cho đối phương càng hài lòng. Hắn run thanh âm nói, kỳ thật ta đều rất sợ, chỉ là các ngươi cùng lúc xuất hiện, ta càng sợ. Không được. Không thể đều. Trịnh lão tam đã ở đằng xa gọi, người nhất định phải sợ nhất một cái. Hắn bước nhanh chân hướng bên này, có một loại tùy thời tùy chỗ muốn giết người khí thế, nói. Người sợ nhất ai? Đúng rồi. Lý lão tứ cũng phụ họa nói, hai mặt người, đáng hận nhất. Phong Việt trên trán mồ hôi lạnh nháy mắt nhỏ giọt xuống. Hắn ý thức được, không cần nói hắn khuynh hướng phương nào, đều biết đắc tội một người khác. Mà hai người kia bên trong, không cần nói đắc tội ai, đều biết chết. Ngây thơ đồng thời cũng mang ý nghĩa, bọn họ chưa chắc sẽ thuận theo bất luận kẻ nào suy nghĩ, mà là có chính mình trực tiếp hành vi logic. Người thông minh suy nghĩ, lấy hay bỏ, có lẽ căn bản không ảnh hưởng tới bọn họ. Hắn am hiểu những cái kia quỷ biện, những cái kia lấy lòng, luồn cúi. Hoàn toàn không có ý nghĩa. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Kỳ thật. Phong Việt cân nhắc. Không muốn chơi, chính sự quan trọng. Một cái giọng nữ chợt vang lên, tạm thời dừng lại Phong Việt thừa nhận tra tấn. Thân như quỷ mị vô diện mặt nạ nữ nhân định trụ thân hình, đứng ở không trung, đưa lưng về nhau trăng sáng, mặt hướng sơn môn. Thanh âm của nàng rít gào động, như dâng lên một chiều lăn qua, Thanh Vân Đình tông chủ đã chết, đây chính là phản kháng hạ tràng. Thanh Vân Đình đã diệt, bỏ mạng vô ích. Lão nương đi trên thế gian, không sợ nhất giết người. Có cái quy củ, nói cùng các ngươi nghe. Từ giờ trở đi, tay cầm binh khí người, chết. Xúc kết đạo thuật người, chết. Động đậy một bước người, chết. Chưa cho phép ra tiếng người, chết. Liên tiếp bốn cái chữ chết, nói đến chém đinh chặt sắt, sát cơ lạnh thấu xương. Thuộc về nàng hung ác khí thế không giữ lại chút nào thả ra, khoảnh khắc chiếm cứ sơn môn, chấn trụ đã mất đi chủ tâm cốt Thanh Vân Đình chúng tu sĩ. Leng keng. Binh khí rơi đầy đất. Thanh Vân Đình cao tầng, một tông chủ tứ tông thủ, đến tận đây đã chết được chỉ còn một cái. Mà còn sót lại tông thủ Phong Việt, dẫn đầu từ bỏ phản kháng. Sống lưng đã bị gõ nát, dũng khí càng bị giết phá. Cái này mang theo vô diện mặt nạ nữ nhân, là thật hung ác, thật tàn nhẫn. Nàng nói những quy củ kia lúc ngữ khí, khí thế, giống như cũng không phải là muốn chấn nhiếp ai, mà chỉ là vì tìm cho mình một cái thư thư phục phục giết người lý do, không có bất kỳ người nào có thể nghi ngờ nàng giết người quyết tâm.
vốn đã đang sụp đổ biên giới đấu trí, triệt để tan rã. Gió đêm phần phật, sáng sủa tinh trăng sáng giết người đêm. A, à, vẫn có một tiếng hét thảm vang lên, tại bỗng nhiên yên tĩnh Thanh Vân Đỉnh Sơn Môn, lộ ra phá lệ đột ngột. Mang theo vô diện mặt nạ nữ nhân, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Vừa nắm tay từ đối diện tu sĩ lồng ngực móc ra mắt đỏ nam tử, lúng ta lúng túng giải thích nói, hắn vừa mới động. Trên tay của hắn, nắm lấy một viên hoàn chỉnh lại trái tim máu rầm rề. Nữ nhân cuối cùng không có đem hắn thế nào, quay đầu trở lại đi, tiếp tục nàng hung ác phát biểu. Trưởng khống thế cục, thật tốt, xem ra chúng ta sơ bộ đạt thành chung nhận thức. Giọng nói của nàng lãnh túc nói, các ngươi phải biết sợ, nhưng không cần quá sợ. Bởi vì lão nương sẽ không giết sạch các ngươi. Uy! Ở thời điểm này, Trịnh lão tam bỗng nhiên xông nàng hô một câu, rất là nghiêm túc nói, chúng ta không phải là đang chơi, chuyện này rất trọng yếu. Chuyện nào? Hiểu rõ bọn họ nữ nhân đương nhiên biết, Trịnh Mập cái này ngu ngốc, nói là hắn cùng Lý lão tứ ai càng đáng sợ chuyện này. Tên mập mạp chết bầm này, lúc này là tại đáp lại nàng trước đó một câu kia không muốn chơi, chính sự quan trọng. Đây là cái gì đầu óc? Vất vả kiến tạo khí thế cứ như vậy bị luân phiên đánh gãy, nữ nhân cơ hồ muốn chọc giận nổ. Thế nhưng cùng gia hỏa này sinh khí, lại có cái gì tốt sinh khí đây này? Cũng không phải ngày đầu tiên biết bọn họ ngớ ngẩn. Cố nén cởi mặt nạ xuống xúc động, nữ nhân hít sâu một hơi, để cho mình bỏ qua mấy cái này, thành sự không có bại sự có thừa ngớ ngẩn đồng đội, tiếp tục hô, hiện tại, nghe rõ ràng ta mỗi một câu nói, bởi vì nó hoàn toàn liên quan đến tính mạng của các ngươi an toàn. Nàng từ trái sang phải, chậm rãi rời qua ánh mắt, xác nhận chính mình uy hiếp bị mỗi người chỗ cảm thụ đến. Sau đó mới lên tiếng, họ Phong cùng họ Chỉ người trước đứng ra, các ngươi tạm thời an toàn. Chương 774, Yến từ lúc đến mới xã. Trong màn đêm Thanh Vân Đỉnh Sơn Môn, hoàn toàn yên tĩnh, cực độ đè nén yên tĩnh. Không có người nói chuyện, cũng không có người động đậy. Tựa hồ không người nào dám tin tưởng, đứng ra người thật có thể an toàn. Ai sẽ tin tưởng nhân ma hứa hẹn đâu? Ai dám tin tưởng? Mang theo vô diện mặt nạ nữ nhân, hai tay chống nạnh, tựa hồ rất hài lòng không khí bây giờ. Càng bất ổn, càng kinh sợ, nàng càng hài lòng. Ta thích các ngươi không nghe lời, bởi vì dạng này ta có thể giết nhiều người. Giọng nói của nàng hoạt bát nói. Như vậy dạng này, ta đếm 3 tiếng. Làm ta đếm tới 3, nếu như vẫn chưa có người nào đứng ra, ta liền lại bắt đầu lại từ đầu giết người. Từng bước giết. Ai chết trước ai sau chết, xem vận khí. Mặc kệ các ngươi có nguyện ý hay không, nhưng cứ như vậy quyết định. Nàng vỗ tay một cái, trực tiếp bắt đầu mấy đạo một. Hai. Ta là họ Chỉ con cháu. Cái thứ nhất 3 tiếng chưa đếm xong, liền có người chịu không nổi áp lực, kiên trì đứng ra. Thanh âm bởi vì sợ hãi, cũng không biết chưa phát giác yếu xuống dưới, ta họ Chỉ. Thật tốt. Nữ nhân tựa hồ thật cao hứng. Đứng ở bên này, nàng duỗi ngón tại đất trống hư hư vạch một vòng tròn, tất cả Phong, Chỉ hai họ người. Đều đến đứng bên này. Nhanh nhẹn một điểm, ta có nhiệm vụ giao phó các ngươi. Đừng sợ. Sợ cái gì? Nàng nói, nếu như ta muốn giết các ngươi, làm gì chuyên môn đem các ngươi lựa đi ra? Đúng hay không? Câu nói này tương đối có bình thường logic, hiển nhiên cũng có sức thuyết phục được nhiều. Thế là lập tức lại có 4 cái người đứng dậy. 4 người này bên trong, có một cái chính là Thanh Vân Đình còn sót lại cao tầng, tông thủ Phong Việt. Hắn kiên trì không làm ra đầu chim, không đi thử dò xét phong hiểm. Nhưng phán đoán địa thế về sau lại lập tức làm ra hành động. Tại bất lợi dưới cục diện, từ đầu đến cuối làm ra tận khả năng có lợi lựa chọn. Hắn ra khỏi hàng mang một cái đầu, thế là lại lục tục ngo ngoe đi tới 7-8 cái Phong, Chỉ hai mạch con cháu. Nhưng mà càng nhiều người, vẫn tại do dự dãy ruộng. Ngươi, nữ nhân nhìn chung quanh một chút, đưa tay chỉ hướng Phong Việt, trước đó nghe bọn hắn gọi. Ngươi là Thanh Vân Đình Tông Thủ đúng không? Vâng vâng vâng. Phong Việt rất nghe lời gật đầu. Tích cực biểu hiện thuận theo, ta cũng là họ Phong. Thật tốt. Nữ nhân lần nữa gật đầu, lấy đó, khen ngợi, thanh âm cũng hòa hoãn được nhiều, chắc hẳn cái này Thanh Vân Đình từ trên xuống dưới, ngươi đều biết. Quen biết một chút. Phong Việt tự tin nói, ta rất quen thuộc. Ha! Không thể tốt hơn. Phong, Chỉ hai họ con cháu bên trong, có ít người rất xấu hổ, ta không muốn chính mình tìm, như thế rất vất vả. Nữ nhân quá cực khổ lời nói, dễ dàng già đi. Nữ nhân chủ đề lệch ra một hồi, lại chợt quay lại đến, người giúp ta đem bọn hắn vạch đến, có được hay không? Ta muốn làm một kiện đại sự, cần bọn họ hỗ trợ. Thế nhưng hiện tại người không đủ. Phong Việt trả lời chém đinh chặt sắt, xin ngài yên tâm, việc này giao cho ta. Tông môn rơi vào hủy diệt thảm trạng, giống như hoàn toàn không thể ảnh hưởng tâm tình của hắn. Giống tại Uy Ninh Hầu trong phủ, giống như trước rất nhiều thời khắc như thế, hắn cũng không trân quý tự tôn. Sinh mệnh quý giá thắng qua những cái kia giá rẻ cảm xúc. Hắn tại trước đây thật lâu, liền biết được đạo lý này.
hắn đi đến trong đám người. Ngươi, 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 lần lượt đem phong, chỉ hai mạch tu sĩ toàn bộ điểm ra đến, hoàn toàn không nhìn những cái kia hoặc khẩn thiết, hoặc oán hận ánh mắt. Ai tâm tình trọng yếu, ai tâm tình không trọng yếu, hắn thấy rất rõ ràng. Tông thủ đại nhân, ngay tại hắn ở trong đám người lựa thời điểm, một người trẻ tuổi thâm trầm mà nhìn chằm chằm vào hắn, vị tiên tử này muốn thế nhưng là phong trì hai mạch tất cả con cháu, con của ngài đâu. Người trẻ tuổi kia biểu lộ phẫn nộ, ánh mắt u ám, hiển nhiên đối với tông môn có rất sâu tình cảm, đối với hắn hành vi phi thường khinh thường, mang rất lớn dũng khí cùng cừu hận, dùng ngôn ngữ vì ném dao găm, đâm về hắn. Tiên tử. Phong Việt còn chưa đáp lại, mang theo vô diện mặt nạ nữ nhân chợt yêu kiều cười, cái này thiếu niên lang miệng thật là ngọt. Tới tới tới. Nàng vẫy vẫy tay, đến tỷ tỷ nơi này tới. Đây là một cái khuôn mặt anh tuấn người trẻ tuổi, nghe vậy kinh nghi bất định, hắn vốn chỉ là bởi vì lấy bất mãn, bởi vì lấy phẫn nộ, dựa vào một cỗ không biết từ đâu sinh ra dũng khí, mượn cơ hội biểu đạt đối với Phong Việt oán niệm, muốn lôi kéo đối phương nhi tử cùng một chỗ xuống nước, dựa vào cái gì cả nhà tu sĩ chiến tử vô số, nhiều người như vậy ở đây chờ đợi phán quyết, hắn Phong Việt tông thủ nhi tử, lại có thể không thấy tăm hơi, lẫn mất xa xa. Nhưng không nghĩ tới một câu tiên tử, lại gây nên nữ ma đầu kia chú ý. Trời có mắt rồi, hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Nhưng cũng không thể mở miệng liền nói nữ ma đầu kia. A, hắn rất là sợ hãi, nhưng lại không dám không nghe lời, đành phải lề mà lề mề hướng bên kia đi. Nhưng mà con đường lại dài, cũng có đi đến thời điểm, hắn rốt cục đi đến nữ ma đầu này trước người. Mang theo vô diện mặt nạ nữ nhân, cẩn thận nhìn nhìn hắn, giống như là lựa hàng hóa. Sau đó một tay lấy hắn lôi đến phía sau. Ở nơi này lấy đi, tỷ tỷ chiếu cố ngươi. Người trẻ tuổi chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đều thả ra một cái chớp mắt, cái kia một mực đặt ở trong lòng cảm giác sợ hãi, tại thời khắc này chuyển một chuyển, buông ra nhịp tim. Tựa như là an toàn. Không biết vì cái gì, hắn giống như đột nhiên không hận Phong Việt. Thấy người này dễ dàng như vậy liền thu hoạch được nữ ma đầu ưu ái, ở đây đệ tử khác nhịn không được ý động. Khúm núm dĩ nhiên sỉ nhục, có thể so với tính mệnh. Vị này thần nữ đại nhân, ta kỳ thật cũng có lời muốn nói. Một tên nam đệ tử nịnh hót chạy tới, cười rạng rỡ, đời người có thể nghĩ tới tất cả lấy lòng từ, đều vọt tới trong cổ tới. Nhưng chỉ đi tới nửa đường. Răng rắc, mang theo vô diện mặt nạ nữ nhân, đã một tay lấy đầu của hắn thay đổi, mặc cho thi thể vô lực uể oải. Trong miệng cười nhạo nói, dáng dấp như vậy khó coi, cũng dám đến trêu chọc lão nương. Nàng thân hình thoát một cái, lại đứng về tại chỗ, chậm rãi nói, sẽ nói dỗ ngon dỗ ngọt chính là nhân tài. Học nói dỗ ngon dỗ ngọt chính là xuẩn tài. Nam nhân cần có chút đặc biệt, những cái kia nhắm mắt theo đuôi, không khỏi gây lão nương tâm phiền. Có mấy cái dáng dấp anh tuấn chút nam đệ tử, lúc ấy liền lùi về chân. Nữ ma đầu này hỉ nộ vô thường, nếm thử tới gần phong hiểm quá lớn. Phong Việt bị gọi đi lựa phong trì hai mạch con cháu. Trịnh Phi cùng Lý Xấu này lại ngược lại không tranh đoạt ai càng đáng sợ vấn đề. Một người ngồi xổm một bên, có chút hăng hái nhìn nữ nhân này phát huy. Thỉnh thoảng còn trâu đầu ghé tai một phen, vui vẻ thảo luận cái gì, tốt một bộ nhàn thoại việc nhà tư thế, liền kém một trong tay người đầu phó bắt đũa. Ngược lại là cái kia mắt đỏ người trẻ tuổi, như cũ đứng đấy, lẻ loi trơ trọi đứng đấy. Cũng không nói chuyện, cũng không biểu lộ, chỉ là nắm trong tay lấy trái tim đã không gặp. Tấm kia không có ngũ quan mặt nạ, tại dạng này dưới bóng đêm, kỳ thật càng lộ vẻ khủng bố. Nhưng giọng của nữ nhân giờ phút này ngược lại nhu hòa, nàng quay đầu nhìn về phía sau nàng tuổi trẻ nam tử. Hay là ngươi tốt? Ngươi so với bọn hắn tốt hơn nhiều. Ngươi tên là gì? Lương. Lương Cửu. Lại một vị đồng môn ở trước mắt bị đơn giản giết chết, giống một con gà bị chém giết đồng dạng, không có chút nào phản kháng chỗ trống. Nam tử trẻ tuổi có chút run rẩy, nhưng vẫn là lấy dũng khí nói, tiên tử tỷ tỷ, xưng hô như thế nào? Nàng gọi Yến Tử. Trịnh Phi thình lình nói tiếp. Tốt, tốt danh tự. Cứ việc Lương Cửu cũng không biết danh tự này tốt chỗ nào, tại Văn Khê huyện thành bên trong hô một tiếng Yến Tử. Chỉ sợ phải có mấy trăm người ứng, thế nhưng nói ngọt sẽ không sai. Ngươi cũng đừng gọi như vậy. Yến Tử nhìn hắn, gọi ta là tỷ tỷ liền tốt. Được, tỷ tỷ. Lương Cửu vội vàng đáp. Thật ngoan. Yến Tử dường như cười cười, lại quay đầu đối mặt Phong Việt. Nhà ta tiểu dã hỏi ngươi vấn đề, ngươi làm sao không trả lời a? Phong Việt không chút nào khẩn trương, ngược lại ung dung nhìn xem Lương Cửu. Kỳ quái nói, nhà ta Minh Nhi cùng ngươi từ trước đến nay giao hảo. Ngươi hẳn phải biết hắn đi tiền tuyến Uy Ninh Hầu dưới trướng chờ lệnh a, có phải là vừa rồi quá khẩn trương sợ hãi, cho nên quên rồi. Sơn môn một báo động, hắn liền đánh giá ra địa thế không thể lạc quan, lập tức đem họ Phong bảo tồn bí khố chìa khóa giao cho Phong Minh, cũng nhường Phong Minh trốn đi. Tai họa tiến đến trước đó, bọn họ tại bản thân trong phòng tối nghị sự, giống như cái gì tham dự tiền tuyến,
ném đến Uy Ninh Hầu dưới trướng thảo luận thật lâu. Chắc chắn hẳn là không có người nhìn thấy Phong Minh, cho nên có can đảm khi như thế nhiều người mặt nói dối. Mà lại hắn không phải là đối với cái kia gọi Yến Tử nữ ma đầu giải thích, là trực tiếp hỏi Lương Cửu, cái này lại thêm ra mấy phần ngôn từ chuẩn xác có thể tin tới. Lương Cửu nếu là cái thông minh, nên mượn sườn núi xuống lừa, nói một câu xác thực quên, việc này liền bình ổn bỏ qua. Bởi vì nữ ma đầu nếu như hỏi hắn Phong Minh ở nơi nào, hắn cũng là đáp không được, không duyên cớ nhiều gây phong hiểm. Ngoài ra, hắn tại trong lời nói thuận miệng điểm một cái Uy Ninh Hầu, không có chút nào tận lực cầm Uy Ninh Hầu làm cậy vào dáng vẻ, không đến mức gây nên đối phương phản cảm. Nhưng nếu thật sự là sẽ cân nhắc Uy Ninh Hầu người, cũng không biết xem nhẹ điểm này. Chỉ đơn giản như vậy một câu, đã đủ lộ ra hắn cay độc cùng bụng dạ. Phải nói, tại trước mắt điều kiện xuống ứng đối tình thế nguy hiểm, hắn đã tận khả năng làm được phạm vi năng lực bên trong tốt nhất. Có thể hắn đánh giá cao Lương Cửu đảm lượng. Tên là Yến Tử nữ nhân chỉ là vừa quay đầu lại, còn chưa mở miệng, Lương Cửu lập tức liền nói, ta không biết. Hắn không có nói với ta. Ta nói chính là lời nói thật, có thể là quân tình cơ mật, cấp trên không cho phép hắn nói. Phong Việt thong dong nói tiếp, hắn đi tiền tuyến thời điểm, hoàn toàn chính xác cũng rất vội vàng. Không thể nào. Cái kia mắt đỏ nam tử bỗng nhiên lên tiếng nói, ta một mực canh giữ ở dưới núi, hôm nay tuyệt đối không ai còn sống rời đi. Như vậy, Yến Tử lại hỏi Lương Cửu, ngươi hôm qua nhìn thấy con trai của hắn sao? Lương Cửu không do dự, cũng không dám do dự, chỉ nói, nhìn thấy. Chật chật chật. Yến Tử xoay quay đầu, nhìn hướng Phong Việt, ngữ khí rét lạnh, ngươi dám lừa gạt lão nương. Ta có thể giải thích. Phong Việt lập tức nói, có lẽ vị đại nhân này không có chú ý tới, lúc ấy quân tình khẩn cấp, con trai của ta hắn nhưng thật ra là vụng trộm từ sau núi. Nhưng giải thích của hắn im bặt mà dừng, hai con ngươi trợn lên, đầy tràn tơ máu, từng mụn thở. Xa xôi vòm trời tinh lâu dần dần dập tắt, trong cơ thể ngũ phủ liên tiếp sụp đổ, thông thiên cung triệt để tan rã. Hắn còn có vô số hạ bút thành văn lấy cớ, vô số kín kẽ lý do, thế nhưng là cũng không có cách nào lại nói. Yến Tử thu hồi đặt tại khác thiên linh bàn tay. Ta ghét nhất những thứ này xú nam nhân giải thích. Nàng tức giận nói, luôn luôn nói tới nói lui nói nửa ngày, kết quả đều nói không đến trọng điểm. Ngươi cho rằng hắn dẫn chứng phong phú viết xong lớn một thiên văn chương, kết quả thông thiên tiếp tục đọc, tựa như thả một cái rắm. Chương 775, Đạp Tâm. Người khoác nặc y, vụng trộm lẻn về phía trước núi Khương Vọng, đã kinh. Gọt thịt nhân ma, vạn ác nhân ma, Trịnh Lão Tam, Lý Lão Tứ. Bị hắn treo ngược trên tảng cây hai cái tên dở hơi. Là chín đại nhân ma bên trong, đứng hàng đầu hung nhân. Thôn tâm nhân ma Hùng Vấn, từng mang cho hắn khắc sâu bóng ma tử vong, gọi hắn khắc sâu ấn tượng. Chín đại nhân ma tên tuổi, hắn một trận nghe mà biến sắc. Cũng vô tình hay cố ý chú ý qua, chín đại nhân ma đủ loại việc ác. Ma chính là người địch. Chín đại nhân ma lấy nhân ma, xưng chi, tự nhiên từng cái đều phạm phải sâu nặng máu nghiệt, mỗi một cái đều phải làm trăm chết. Còn có cái này gọi Yến Tử khủng bố nữ nhân, tu vi cũng chỉ tại ngoại lâu, nhưng giết Phong Việt lại như giết gà. Hoạt động nhanh chóng, không chỉ có là Phong Việt bản nhân chưa kịp phản ứng, hắn ở một bên, cũng không thể thấy rõ ràng. Đã đi gần đến như thế khoảng cách, Khương Vọng không còn dám động đậy. Nặc y đối với thần lâm cường giả vô hiệu, mấy cái này nhân ma tuy không thần lâm, nhưng cũng đều là ngoại lâu bên trong tuyệt đối cường giả. Tại Tân An thành di động lúc, còn bị Đồng Á phát giác, hắn không cách nào xác định, những người này có thể hay không phát hiện hắn. Ngoài núi quỷ vụ chưa tán, hắn không có nắm chắc tại sông phá quỷ vụ trận về sau, vùng thoát khỏi mấy cái này nhân ma truy kích. Nhất thời cũng chỉ có thể cứng tại chỗ, đè ép trong lòng kịch liệt cảm xúc, lặng lặng quan sát thời cơ. Nhất làm hắn khiếp sợ, nhưng thật ra là cái kia mắt đỏ người trẻ tuổi. Một thân rõ ràng cũng là nhân ma một trong, nhưng hình dạng của hắn, rõ ràng là Phong Lâm Thành Phương Bằng Cử Đường Đệ, Phương Hạc Linh. Khương Vọng vững tin chính mình không có nhớ lầm, thời gian trôi qua cũng không quá lâu. Hắn cùng Phương Hạc Linh cũng đánh qua không ít quan hệ, làm sao có thể nhận không ra. Nhưng Phương Hạc Linh, làm sao biến thành nhân ma? Một thân không phải là gia nhập Bạch Cốt Đạo sao? Nếu như ban đầu là hiểu lầm, hắn cũng không gia nhập Bạch Cốt Đạo lời nói, cái kia cũng hẳn là chết tại Phong Lâm Thành Vực mới là. Hiện tại là chuyện gì xảy ra? Khương Vọng phân tâm nhị dụng, một bên chú ý trên sân tình huống, một bên chú ý biển ngũ phủ bên trong biến hóa. Thanh Vân Đình hạ xuống Vân Đính Tiên Cung sau biến hóa. Một mực tại chậm chạp tiến hành, đến nay còn chưa kết thúc. Biển ngũ phủ bên trong, ba tòa thất lạc kiến trúc trở về, nhường Vân Đính Tiên Cung rốt cục khôi phục một chút xíu năm đó khí tượng. Vân Tiêu Các nguy nga, linh không điện rộng lớn, Thanh Vân Đình đứng ở trước bộ khu vực, tràn đầy nét cổ xưa một phương đình đài, ngạo nghễ đứng ở phế tích quần lạc bên trong. Khi nó rốt cục tại Vân Tiêu Các thống hợp phía dưới, cùng toàn bộ Vân Đính Tiên Cung khí cơ tương hợp,
huyền bí biến hóa phát sinh. Bay rồi. Bạch Vân Đồng tử chân đạp mây trôi, tại tiên cung quẩn lạc phi hành. Dưới chân hắn lúc đầu trắng loãng như tuyết mây trôi, trong đó có ẩn ẩn màu xanh xuất ra. Mà toàn bộ Vân Đính tiên cung phế tích quẩn lạc phía dưới, cái kia lơ lửng tại biển ngũ phủ giữa không trung tầng mây, cũng có nhàn nhạt màu xanh mây trôi tràn ngập ra. Ngay tại lúc đó, huyền ảo tin tức thông qua tiên chủ cùng Vân Đính tiên cung liên hệ, hiện lên tại Khương Vọng trong tâm. Trước nay chưa từng có mỹ lệ cùng kỳ huyễn, vĩ đại, mênh mông, khó lường mà sáng chói. Nghiễm nhiên một cái thế giới hoàn toàn mới tại Khương Vọng trước mặt đẩy ra cửa lớn. Loại này thể ngộ, là chín đại tiên cung đã từng hoành hành tại thế. Tiên thuật, đất trống trước đó, Yến Tử tiện tay giết Phong Việt, tựa như đi ra ngoài thuận tiện mua cái đồ ăn như thế tự nhiên. Quay người lại nhìn về phía Lương Cửu, ngươi về sau không muốn cùng ta giải thích, được không? Xem ra nàng đích xác đối với cái gọi là nam nhân giải thích, căm thù đến tận xương tủy. Lương Cửu ngẩn người, bối rối đáp, tốt, tốt, ngoan. Yến Tử đưa tay sờ sờ mặt của hắn, ngươi giúp tỷ tỷ đem phong trì hai mạch người đều tìm ra, có được hay không? Lương Cửu mấp máy môi, cúi đầu nói, được. Hắn là Thanh Vân Đình thế hệ trẻ tuổi được cho ưu tú một tên đệ tử, không phải trước đó cũng không thể cùng Phong Việt quen biết. Đối với trong tông môn phong, trì hai mạch tu sĩ, hắn tất nhiên là quen thuộc. Lúc này đi trong đám người, ánh mắt trốn tránh, không dám cùng người đối mặt, nhưng tay lại từng cái vạch người hắn quen biết tới. Trong đám người ánh mắt các loại, phẫn hận đã có, xem thường đã có, cầu khẩn cũng có, thế nhưng không ai dám nói thứ gì, làm mấy thứ gì đó. Bọn họ đều đã bị giết bể mật, phá vỡ đấu trí. Liền tông chủ chỉ định phương liều chết đánh cược một lần, đều khuấy động không dậy nổi nửa điểm gợn sóng, bọn họ những người này, coi như thật làm cái gì, lại có thể có ý nghĩa gì. Cây như động, cũng chỉ là bởi vì gió bão thôi động, mà không liên quan tới kiến càng liều chết lay động. Thực tế như vậy bày ở mỗi người trước mặt, tạo thành mỗi một phần kiềm chế mà thống khổ trầm mặc. Đám người trầm mặc, chỉ có từng cái bị Lương Cửu điểm đến người, từng cái không dám do dự đi ra tới. Liền xem như một tổ con gà, đang bị người loại bắt giữ thời điểm, cũng biết bay nhào mổ bắt. Nhưng vừa vặn là những thứ này siêu phàm tu sĩ, tại bị bóp tắt tất cả hy vọng về sau, liền con gà cũng không bằng. Chẳng biết tại sao có một đôi mắt đỏ Phương Hạc Linh, sải bước đi đến Phong Việt trước thi thể, nửa ngồi xuống tới, tay tại thi thể lồng ngực chỗ nhẹ nhàng sờ mó, vẫn chưa lạnh xuyên qua trái tim liền bị cởi xuống ra tới. Hắn ánh mắt quái dị mà nhìn xem quả tim này, thật lâu nhìn chăm chú. Sau đó hỏi, con của ngươi, núp ở chỗ nào? Trong tay trái tim bỗng nhiên nổ tung. Phương Hạc Linh giống như đạt được đáp án. Hắn đứng dậy, nhìn xem Yến Tử nói, ta đi đem người bắt tới. Danh tự mộc mạc Yến Tử không nói gì, mà là lặng lặng nhìn chăm chú lên Lương Cửu. Áp lực vô hình ép tới Lương Cửu bộ pháp gian nan, nhưng hắn vẫn tại đi lên phía trước. Dần dần, đất trống bên trong đứng đấy người càng đến càng nhiều, sơn môn bên trong phong, chỉ hai họ tu sĩ toàn bộ bị tập trung đến đất trống bên trong. Nam nam nữ nữ chen thành một đống. Ngày xưa căng ngạo tự cao hai mạch con cháu, hiện tại giống lồng giam bên trong bị vây xem hầu tử. Bọn họ e sợ bất ổn, không biết muốn đối mặt cỡ nào dạng vận mệnh. Cái kia nữ ma đầu nói muốn tụ tập bọn họ làm một chuyện. Chỉ mong, thật chỉ là làm một chuyện. Người bình thường không có ai sẽ tin tưởng nhân ma lời nói, nhưng bọn hắn đã không có lựa chọn nào khác. Cuối cùng Lương Cửu đi trở về Yến Tử trước mặt, người đều tìm ra. Tốt, ngươi làm được thật tốt. Yến Tử rất nhẹ nhàng nói với hắn nói, không cần phải sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Trịnh Phi, nàng quay đầu đối với vạn ác nhân ma hô, ngồi xổm xa một chút, ngươi hù đến tiểu cửu. Trịnh Phi liếc mắt, đình chỉ cùng Lý Xấu nhỏ giọng lẩm bẩm, thuận theo xê dịch cái mông. Không, không có việc gì, hắn không có làm ta sợ. Lương Cửu mau nói. Ngươi thật hiểu chuyện. Yến Tử này lại quả thực nhu tình như nước, nhẹ nhàng nói, chúng ta vừa mới lên núi thời điểm, không có câu thông tốt, không cẩn thận giết không ít người. Trong đó hẳn là cũng có Phong, chỉ hai họ con cháu A. Người hỗ trợ đem bọn hắn thi thể tìm ra, chồng chất tại nơi này, có được hay không? Lương Cửu không có cự tuyệt chỗ trống, càng không có dũng khí cự tuyệt. Được. Hắn chỉ có thể nói. Mấy người các ngươi. Yến Tử tiện tay chỉ mấy cái không có bị chọn lựa Thanh Vân Đình họ khác tu sĩ, nghe A Cửu chỉ huy, để các ngươi nhắc ai liền nhắc ai. Hiểu chưa? Thế là mấy cái này tu sĩ lại cùng Lương Cửu đi nhắc thi thể. Khi tất cả Phong, chỉ hai mạch tu sĩ thi thể, cũng đều chồng chất đến đất trống đến thời điểm, Phương Hạc Linh cũng dẫn theo còn tại dãy ruộng Phong Minh tới. Bỏ qua ta. Bỏ qua ta. Phong Minh run lập cập. Ngươi muốn cái gì? Muốn cái gì? Nhưng Phương Hạc Linh tức không trả lời hắn, cũng không ngăn cản hắn, chỉ là dẫn theo hắn, đi lên phía trước. Mỗi một bước, đều giống như đạp lên tiếng tim đập. Chương 776, khủng bố cố sự.
làm Phương Hạc Linh đem trong tay dẫn theo người ném vào giữa đất trống, khủng bố cố sự lật ra kế tiếp thiên chương. Đều ở nơi này rồi. Yến Tử hỏi Lương Cửu. Vị này đáng thương Thanh Vân Đình đệ tử lặp đi lặp lại hồi tưởng về sau, mới lên tiếng, có mấy cỗ thi thể thực tế là nhận không ra, nhận ra, đều ở nơi này. Hắn không dám ra một điểm sai, không dám nói sai nửa phần. Ai nha nhóc đáng thương. Yến Tử sờ sờ mặt của hắn, ngươi kỳ thật không cần khẩn trương như vậy, tỷ tỷ cũng sẽ không tổn thương ngươi. Ta không kín, khẩn trương. Lương Cửu thanh âm run rẩy hiển nhiên không có cái gì sức thuyết phục, nhưng Yến Tử cũng không truy cứu. Nàng chỉ là quay người nhìn về phía vạn ác nhân ma, còn đứng ngây đó làm gì? Chuyện của chính các ngươi chính mình không chú ý, vẫn chờ lão nương đút cho các ngươi trong miệng. Trịnh Phi cũng không vì cái này thái độ ác liệt tức giận. Ngược lại chỉ là cười hắc hắc, vô cùng có lễ phép nói, vất vả ngươi nha. Lý Sấu cũng nói theo, cảm tạ. Trịnh Phi từ ngồi xổm tư thế chuyển thành thế đứng, đứng lên giống một tòa núi thịt đứng lên. Hắn mở rộng bước chân, sải bước đi đến đất trống phía trước, tay vươn vào trong dây lưng, cầm ra một cái chỉnh tề đại đỉnh đến. Theo Mặc Môn hộp chữ vật mở rộng, đai lưng chứa đồ đã là tương đối cổ xưa vật, hiện tại có rất ít người sử dụng, tồn thế số lượng cũng phi thường thưa thớt. Nhưng so với đầu này đai lưng chứa đồ, phương này đại đỉnh khí tức lại càng thêm cũ kỹ. Nó từ đai lưng chứa đồ bên trong bị lấy ra, lại giống như là bị người từ cái nào tối tăm không mặt trời trong kho hàng lật kiếm ra tới, mang theo đầy người bụi bặm, cùng với không người lắng nghe cổ xưa cố sự, để cho người vô ý thức muốn hắt cái xì hơi. Đông, đỉnh này rơi xuống, trùng điệp đánh đại địa. Sơn mạch cho đáp lại, là một tiếng dài dòng trầm đục. Nó cao có một trượng dư, dài rộng bằng nhau, đều là khoảng một trượng. Bốn chân, hai lỗ tai, ngay ngắn nghiêm chỉnh, rất là đối xứng. Thân đỉnh có khắc chữ nổi, chữ rất tiếp cận đạo văn, dù không thể thẳng tới nó ý, nhưng cũng không khó nhận. Nhưng dùng từ tối nghĩa, lờ mờ là một thiên cổ xưa đảo văn. Này chữ nổi không phải Dương Quốc văn tự, là chỉ thân đỉnh nhô ra văn tự. Trịnh Phi cũng không nói chuyện, cái tiện tay cầm lên trên đất một cỗ thi thể, ném vào bên trong chiếc đỉnh lớn. Cái kia đỉnh cũng không phải là sâu không lường được, nhưng một cái tuyệt không nhỏ gầy người trưởng thành ném vào, nhưng lại không có nửa điểm tiếng vang. Chỉ là dưới đỉnh vị trí, chợt dâng lên màu máu liệt diễm. Tụ tập cùng một chỗ phong, chỉ hai mạch tu sĩ, cảm giác sợ hãi nháy mắt bay vụt đến. Mấy cái này nhân ma, dường như muốn nấu người vì ăn. Cùng bọn hắn liều, tiếng gào chỉ tới một nửa liền bị cắt đứt. Gọt thịt nhân ma dẫn theo người này cái cổ, đem nó quăng vào trong đỉnh. Toàn bộ quá trình tự nhiên cực. Ai phản kháng, ai chết trước. Hắn hờ hững nói. Yến Tử duỗi ra hai tay, hướng xuống hư ép. Tay của nàng cũng không giữ tợn huyết tinh, ngược lại rất xinh đẹp, thon dài non mịn, trắng nõn lại hồng nhuận. Ta ngay từ đầu nói cái gì tới? Nói muốn mời các ngươi giúp làm một sự kiện, đúng hay không? Nàng mặt hướng ở đây phong, chỉ hai mạch tu sĩ. Không có ngũ quan mặt nạ không thể hiện ra nét mặt của nàng, nhưng nàng tứ chi, thanh âm của nàng, khí thế của nàng, đều tại thuyết minh lấy lạnh lùng. Hiện tại cũng không ngại nói cho các ngươi biết, chuyện này là cái gì? Các ngươi có biết hay không? Các ngươi Thanh Vân Đình có bảo bối, rất lớn bảo bối. Nàng xoay người lại sờ soạng một cái Lương Cửu mặt, đương nhiên, ta không phải là nói ta tiểu cửu. Lương Cửu giống một cái bùn khắc gỗ ngẫu, không nhúc nhích, không nói một lời. Hắn từ trước đến nay cho là hắn không thể so Chỉ Nguyệt kém. So Phong Minh càng mạnh hơn không biết bao nhiêu. Chỉ vì không thuộc về Phong, chỉ hai mạch, mới không nhận tông môn duy trì, không chiếm được tốt nhất tài nguyên. Cả đời vô vọng tông chủ, tốt nhất tương lai, cũng chính là một cái họ khác tông thủ vị trí. Hắn không cam tâm, không phục, vì cái này không công bằng thế đạo tức giận, trong lòng tích tụ đã lâu. Cho nên mới tại Phong Việt chó vẩy đuôi mừng chủ thời điểm, cố ý đặt câu hỏi Phong Minh. Nếu như Phong Việt tìm ra Phong, chỉ hai họ người đều muốn xảy ra chuyện. Liền nhường con của hắn Phong Minh đi ra sự tình. Nếu như có thể chạy trốn, cũng làm cho Phong Minh cùng một chỗ đến sinh. Hắn chính là muốn nhường Phong Minh dạng này trời sinh tốt số người, cảm nhận được cũng thể nghiệm đến công bằng. Nhưng ở thấy tận mắt đến, những thứ này nhân ma lấy đỉnh nấu người một màn này về sau, hắn không biết nếu như lại một lần, hắn sẽ hay không mở cái kia miệng. Chí ít giờ phút này, hắn không muốn đứng tại cô gái này ma thân sau. Yến Tử nhìn quanh một vòng, có chút không thú vị thu hồi ánh mắt. Ở đây hiển nhiên không có bất kỳ người nào có tâm tư để ý tới nàng trêu chọc. Nàng vì vậy tiếp tục nói, ta muốn là các ngươi trong thân thể. Cân bằng máu. Các ngươi không cần biết nó là cái gì. Chỉ cần biết, nó là thời đại cận cổ cái nào đó thế lực lưu lại thủ đoạn. Tại quá khứ những cái kia nằm bên trong, là nó để các ngươi phong. Chỉ hai mạch từ đầu đến cuối duy trì lấy tương đối cân bằng. Nó điều khiển lấy tương lai của các ngươi, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cũng chi phối vận mệnh của các ngươi. Tại trong cơ thể của các ngươi, nó như thế bình thường. Thế nhưng đối với bọn hắn,
Yến Tử đưa tay chỉ hướng Trịnh Phì, Lý Xấu, sẽ đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Đáng tiếc là, loại thủ đoạn này đã thất truyền. Cân bằng máu, cũng chỉ có các ngươi Thanh Vân Đỉnh mới có. Yến Tử giọng mang tiếc nuối, bởi vậy chúng ta không thể không đến, không thể không tổn thương các ngươi. Cứ việc ta phi thường không nguyện ý, nhưng ta tiểu cửu thương tâm. Rõ ràng là hôm nay mới nhận biết Lương Cửu, nàng nhưng thật giống như đã đầu nhập vào thâm hậu tình cảm, cảm xúc rất là chân thành tha thiết. Tiềm ẩn một bên Khương Vọng âm thầm kinh hãi. Hắn tại trước sớm liền suy đoán qua, Thanh Vân Đình Phong, chỉ hai mạch một mực có thể duy trì tương đối cân bằng nguyên nhân chỗ. Chỉ là một mực khuyết thiếu đầy đủ manh mối. Kết hợp nữ ma đầu này lúc này lời nói đến xem, hẳn là Vân Đính Tiên Cung thời đại lưu lại một loại bí thuật, nhường phong, chỉ hai mạch tu sĩ trong cơ thể lưu động cân bằng máu, tới một mức độ nào đó cam đoan bọn họ có được nhất định thực lực, cũng làm ra tương ứng hạn chế, nhường sự cân bằng này có thể kéo dài tiếp. Khương Vọng cũng không rõ ràng, cái này cân bằng máu, có thể đối với Trịnh Phì Lý Xấu đưa đến cái tác dụng gì. Nhưng chỉ từ mặt chữ ý tứ đến phỏng đoán, Lý Xấu tự mình hại mình lấy đà thương địch thủ thần thông, cùng Trịnh Phì bị thương tổn sẽ trái lại tổn thương đối thủ thần thông, một khi có thể thông qua cái này cái gọi là cân bằng máu, tổng hợp cân bằng, chẳng phải là đã khó giải. Bất luận kẻ nào trở thành bọn hắn đối thủ, người thương bọn họ, chính người sẽ chết, bọn họ tự thương hại, người cũng biết chết. Trừ gặp mặt liền chạy bên ngoài, còn có thể có lựa chọn gì? Khương Vọng vậy mà nhất thời nghĩ không ra bất luận cái gì biện pháp có thể giải quyết. Thế nhưng đâu, ta chỉ cần hai giọt. Yến Tử nói tiếp, lại giống cái tiểu nữ hài đồng dạng ngữ khí có chút nhảy cẫng, cho nên các ngươi có lẽ không cần chết quá nhiều. Cái đỉnh này rất hữu dụng, chúng ta tốn hao cái giá rất lớn mới làm tới. Nó có thể trợ giúp chúng ta đạt thành mục đích. Ta cũng không biết, cần bao nhiêu người, mới có thể nấu ra hai giọt cân bằng máu. Bọn họ có thể muốn nấu 10 cái người, cũng có thể là cái nấu 2 người. Chúng ta là rất giảng đạo lý rồi. Chúng ta trước từ thi thể bắt đầu nấu, không phải sao? Nếu như thi thể nấu xong, cân bằng máu liền có, cũng không cần nấu người còn sống rồi. Chẳng phải là tất cả đều vui vẻ sao? Thế nhưng nếu như ai muốn chạy trốn, muốn cho ta nhóm thêm phiền phức, cái kia không có ý tứ, hiện tại sẽ chết đi. Đúng, chúng ta rất giảng đạo lý. Lý Xấu phụ họa. Thế nhưng nói trở lại rồi. Yến Tử giang tay ra, rất bất đắc dĩ dáng vẻ, nếu như thi thể nấu xong đều không đủ, liền chỉ có thể chậm rãi thêm người đi vào. Mọi người có thể lý giải à? Đến lúc đó liền xem ai vận khí không tốt, các ngươi nói được không? Tĩnh mịch im ắng phong, chỉ hai họ tu sĩ bên trong, liền không thể động đậy Phong Minh cũng ngậm miệng lại. Ai cũng không muốn trở thành chết trước người kia, ai cũng đều hy vọng chính mình là có thể sống đến phía sau một cái kia. Mấy người nắm đấm nắm chặt, cuối cùng nhưng vẫn là buông ra. Không dùng, phản kháng không dùng. Từ đầu đến giờ, nhân ma nhóm đã dùng thực lực lặp đi lặp lại cường điệu sự thật này. Thế là không người phản kháng. Không nói lời nào, chính là ngầm thừa nhận. Yến Tử vỗ vỗ tay, tiếp tục. Chương 777, trí dã ngu dã. Vì vậy tiếp tục. Tiếp tục khủng bố, tiếp tục thống khổ. Trịnh Phì từ trước đến nay là không quan tâm những thứ này, hắn chỉ để ý thú vị, cùng vui vẻ. Nhưng lão đầu tử nhường Yến Tử đến giúp đỡ. Hắn cũng chỉ phải nhường Yến Tử hỗ trợ, bởi vì chết liền không có cách nào vui vẻ. Hắn tại trên đất chống sải bước đi động, tiện tay cầm lên một bộ thi thể, dễ dàng ném vào trong đỉnh. Hắn tùy ý, tự nhiên, giống như là ngay tại nấu nướng, chính hướng trong nồi thêm mấy khối thịt heo. Đơn giản ném thi thể quá không thú vị, cho nên hắn bắt đầu đi phía trái ném, hướng phải ném, lượn vòng lấy ném, cào ném thức ném. Biến đổi các loại hoa văn, đương nhiên cuối cùng khẳng định đều biết rơi vào trong đỉnh. Cái kia đỉnh tổng cũng không thấy đầy. Ngọn lửa màu đỏ ngòm cháy hừng hực, trong không khí tràn ngập một loại nhường người hít thở không thông mùi vị. Có thể là khét lẹt, tanh hôi, hoặc là cái gì khác gây mũi mùi vị, hiểm ác hỗn hợp lại cùng nhau. Nhưng cẩn thận ngửi ngửi, hương vị kia lại cũng không tồn tại. Nó giống như chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng, đang sợ hãi bên trong. Phong trì hai mạch tu sĩ, sợ hãi mà khẩn cầu mà nhìn xem đại đỉnh, gửi hy vọng ở kia cái gì quỷ cân bằng máu, lập tức liền được luyện chế ra tới. Tốt đem bọn hắn lôi ra tuyệt vọng vực sâu. Dù là nấu chính là bọn hắn đồng môn, huyết thống thân nhân, hảo hữu. Tóm lại nhanh một chút đi. Nhường cơn ác mộng này thời khắc sớm qua đi một chút. Lý Xấu không nói lời nào, Phương Hạc Linh vậy trầm mặc. Dạng này ban đêm, đột nhiên an tĩnh có chút quá phận. Yến Tử không thích loại này yên lặng. Cho nên nàng bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Thanh Vân Đình Phong trì hai mạch bên ngoài tu sĩ khác. Các ngươi là an toàn, các ngươi rất hạnh phúc. Thế nhưng hạnh phúc không phải là cái gì từ trên trời giáng xuống sự tình, nó cần trả giá, cần giữ gìn. Nàng nói, hiện tại ta giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ, giúp ta nhìn xem phong trì hai mạch tu sĩ, đừng để bọn họ chạy trốn.
bọn họ chỉ cần chạy một cái, các ngươi sẽ chết hai cái. Rất công bằng đúng hay không? Nàng trong trẻo vỗ tay một cái, cứ như vậy quyết định. Ở đây khác họ tu sĩ, ước chừng là phong, chỉ hai mạch tu sĩ bốn lần. Lúc đầu giải rác tại xung quanh, ném vũ khí, tán đạo thuật, tức không dám phản kháng, lại không dám chạy trốn. Chỉ còn chờ bọn này nhân ma đạt thành mục đích về sau, thả bọn họ đi. Trong lòng bọn họ có đồng tình, bi thương, cũng có được may mắn. Đồng tình đồng môn của bọn hắn huynh đệ tỉ muội, chịu lấy này vận rủi. Lại may mắn chính bọn họ không cần như thế. Nhưng Yến Tử thốt ra lời này, bầu không khí lập tức liền biến. Bọn họ từ ngắn ngủi người ngoài cuộc, lại bị kéo về kết thúc bên trong. Không có thương lượng, không có câu thông, nhưng có một loại im ắng ăn ý tồn tại. Bọn họ tự nhiên tản ra, yên lặng đem giữa đất trống phong trì hai mạch tu sĩ vòng vây. Rất nhiều dã thú tại bản năng dục vọng cầu sinh dưới, là sẽ ăn hết đồng bạn của mình. Thanh Vân Đình tu sĩ bên trong không phải là không có người dũng cảm, nhưng người dũng cảm đã trước một bước bị giết sạch, không sống tới hiện tại. Cái này tên là Yến Tử nữ ma đầu, tựa hồ có một loại trời sinh ác độc, hưởng thụ người tại trong tuyệt cảnh thống khổ cùng xấu xí. Loại này ác, càng thâm trầm. Khương Vọng cầm kiếm, cảm thụ được đáy lòng sinh ra mãnh liệt sát ý. Những người này không xứng đáng làm người, hoàn toàn không có người danh giới cuối cùng. So ma càng ma. Nhưng lý trí một mực áp chế hắn xúc động. Thực lực của hắn bây giờ dù là lại đến một cái mới đỉnh núi cao, muốn đối mặt cái này bốn cái nhân ma, vẫn chỉ có chịu chết một cái kết quả. Không cần nói là vạn ác, gọt thịt, hay là cái này Yến Tử, hắn cũng không có nắm chắc. Biển ngũ phủ bên trong, Vân Đính Tiên Cung xuống màu xanh mây trôi, dần dần tụ lại. Vận mệnh luôn luôn tàn nhẫn. Hoặc là nói, luôn có người tại chế tạo tàn nhẫn vận mệnh. Thuộc về phong, chỉ hai mạch tu sĩ thi thể rốt cục đều ở trong đỉnh tan mất, bị vô thanh vô tức nấu hóa. Cái kia cái gọi là cân bằng máu, vẫn không có nửa điểm thành hình vết tích. Nó mang ý nghĩa. Còn sống phong trì hai mạch tu sĩ hy vọng rơi vào khoảng không. Muốn nấu người sống. Yến Tử lạnh lùng nhìn xem bọn họ, nàng đã trước giờ làm tuyên bố, mọi người cũng đã đạt thành chung nhận thức mới đúng. Nàng dùng băng lãnh ánh mắt đối với mỗi người cường điệu không muốn khiêu chiến ước định. Sợ hãi lan tràn tại tất cả phong, trì hai mạch tu sĩ trong lòng, nhưng không ai đứng ra phản kháng. Phản kháng nhất định sẽ chết, thế nhưng không phản kháng, giống như có khả năng sống. Không có đồ đần, người thông minh, làm ra thông minh lựa chọn. Thế là Trịnh Phì đưa tay chộp một cái. Một cái nữ tu sĩ bỗng nhiên nhấc một cái cánh tay, tựa hồ bản năng muốn phản kích, nhưng không có tới kịp làm ra cái thứ hai hoạt động, liền bị nắm lấy cánh tay, trực tiếp đặt vào bên trong chiếc đỉnh lớn. Không có kêu thảm, không có kêu rên. Rơi vào trong đỉnh người sống vô thanh vô tức. Chỉ là dưới đỉnh màu máu hỏa diễm, tựa hồ càng tươi đẹp hơn một chút. Trịnh Phì nghiêng đầu một chút, quẻ sư nói hôm nay là cơ hội tốt, hối vân ẩn nguyệt, tiên cung bất bí. Cái này vừa nhìn quả là thế. Thật không có cái gì chuyện ly kỳ cổ quái đến ngăn cản chúng ta. Hắc hắc hắc. Lý Sấu đi theo cười, hắn nhất cổ quái kỳ lạ, cho nên hắn coi xong về sau, không có cổ quái kỳ lạ. Trịnh Phi cười lên ha ha, cũng không biết đang cười cái gì. Không cần nói là liên quan tới Thanh Vân Đình, hay là liên quan tới vị kia quẻ sư, lời này tựa hồ tuyệt không buồn cười. Ở quá khứ rất nhiều lần diệt tông trong nguy cấp, Thanh Vân Đình luôn có thể bởi vì đủ loại lý do tồn nối tiếp xuống tới. Người hữu tâm thế là phát hiện. Truyền thừa của nó thụ một loại lực lượng thần bí bảo vệ. Mà thần bí quẻ sư rơi quẻ, bói định hôm nay cái kia cùng Vân Đính Tiên Cung có liên quan lực lượng đã tiêu tán. Kết quả lại không có chút nào trách đi, quả là thế. Hai người bọn họ luôn có chính mình vui vẻ. Yến Tử thì nhẹ nhàng vuốt ve lương cửu mặt, hoạt động nhu hòa, giọng mang đau thương, Thanh Vân Đình chú định vong vào hôm nay, ta đáng thương tiểu cửu người mang huyết hải thâm cừu, khả năng không có cách nào thật tốt yêu ta. Sẽ không? Lương cửu khẩn trương nuốt một cái nước bọt. Vội vàng phủ định, ta tại Thanh Vân Đình chưa từng có nhận qua công chính đối đãi, xem như khác họ đệ tử, chịu đủ kỳ thị, ta phi thường chán ghét nơi này. Hắn nói, ai? Yến Tử đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhẹ nhàng nói, thường ngày đều có ai kỳ thị ngươi, ngươi bây giờ tìm ra, tỷ tỷ giúp ngươi xuất khí, có được hay không? Trước hết nấu hắn. Cái này, ta. Lương cửu sửng sốt. Đứa nhỏ ngốc. Yến Tử vuốt vuốt đầu của hắn, lại cười lên tiếng tới. Lý Sấu một bên nhìn xem Trịnh Phì, một bên lại nhìn xem Yến Tử cùng Lương Cửu, tựa hồ đang xoắn suýt bên nào càng thêm đặc sắc. Mà Trịnh Phì bước nhanh chân, lại đi bắt người kế tiếp, y nguyên mười phần đơn giản. Bắt người, ném đỉnh. Đỉnh lừa hừng hực, cũng không mùi thịt. Tiên cung bất bí. Thanh Vân Đình chú định vong vào hôm nay. Kết hợp những thuyết pháp này, Khương Vọng không thể không nghĩ đến, có phải là hắn hay không lấy đi thất lạc kiến trúc, mới khiến cho Thanh Vân Đình có thể kéo dài lực lượng thần bí mất đi hiệu lực. Không phải hết thảy không đến mức như vậy trùng hợp. Loại lực lượng kia, là cái gì đây?
kia cái gì quẻ sư, là tính tới hắn hôm nay muốn lấy đi Thanh Vân Đình sao? Trong minh minh manh mối, huyền diệu khó lường mệnh số, với hắn mà nói là hoàn toàn xa lạ lĩnh vực, không cách nào cảm giác, cũng không thể nào đụng vào. Hắn chỉ có thể yên lặng nhìn chăm chú lên, yên lặng đau khổ, vậy chờ đợi. Thanh Vân Đình quy về Vân Đính Tiên Cung, vì hắn mang đến một môn tiên thuật. Tiên cung người, hoặc là sẽ tự phụ tại tiên thuật là siêu thoát thời đại, lăng tại các phương thuật, bọn họ vậy hoàn toàn chính xác dạng này tuyên dương. Thí dụ như tiên thuật này, khúc dạo đầu liền nói che đậy vạn thế, tiên cung bí truyền. Nhưng theo Khương Vọng, tiên thuật hệ thống vẫn tại đạo thuật thể hệ đại cương bên trong. Đương nhiên, dù sao chính đại tiên cung từng cầm lấy ép ngang một thế, tiên thuật uy năng, phổ biến mạnh hơn đại bộ phận đạo thuật. Không giống với đạo thuật phần lớn theo ấn mà phát, dẫn nguyên khí mà thành. Tiên thuật thi triển có một cái trọng yếu tiền đề, nó cần thuật giới. Giới, người, cả hai ở giữa vậy. Thuật giới chính là thuật cùng người ở giữa cầu nối. Giờ phút này mờ mịt tại Vân Đính Tiên Cung bên dưới màu xanh mây trôi, chính là Khương Vọng chỗ tập được tiên thuật thuật giới. Từ quy vị về sau Thanh Vân Đình vì hắn mang đến, hoặc là nói, Thanh Vân Đình tòa kiến trúc này lúc đầu ý nghĩa, chính là vì tiên thuật này cung cấp thuật giới. Tựa như Linh Không hiện tại không biết chỗ hấp thu nguyên khí, Thanh Vân Đình liên thông một vị trí nào đó, cũng là Khương Vọng hiện tại chỗ không biết, càng không cách nào nhìn trộm. Hắn chỉ có thể chờ đợi thuật giới thành hình, chờ đợi thuật giới đầy đủ trèo chống tiên thuật. Cái kia có lẽ có thể sáng tạo ra một cái cơ hội, có lẽ cũng không thể. Hết thảy đều là không biết. Hắn nhìn thấy Thanh Vân Đình đông đảo tu sĩ chia hai nhóm, một nhóm giống gia súc đồng dạng đứng xếp hàng chờ đợi bị tàn sát, một nhóm lại giám sát lấy đồng môn của mình, giám sát bọn họ xem như gia súc chết đi. Ngày xưa hoặc là tương thân tương ái, tuyệt cảnh chỉ gặp lẫn nhau giết tướng hại. Xấu xí, hiểm ác, thê thảm. Hắn nhìn thấy tay chân bị chế trụ Phong Minh, trên mặt đất run rẩy. Cái này ngày xưa bao hoa trích trẻ phú quý công tử, trong vòng một đêm, đã mất đi phụ thân, hủy đi tông môn. Từ cái gì cũng không thiếu, đến cái gì cũng không có. Chính mình cũng thành đợi làm thịt dê con, Khương Vọng không muốn suy nghĩ. Nhưng thanh âm kia giống như vẫn vang ở bên tai Tùng Hải, mang ta cùng một chỗ trốn. Vân Đính Tiên Cung phía dưới, màu xanh mây trôi càng tụ càng nhiều. Khương Vọng nhớ kỹ chính mình ở đây sinh sống hơn nửa tháng. Mặc dù là có khác mục đích, nhưng nơi này đại bộ phận người đều không biết tiếp nhận hắn. Thanh Vân Đình hoặc là chưa hề đối với hắn không giữ lại chút nào, nhưng hoàn toàn chính xác ngắn ngủi dung nạp hắn. Ở đây, có người cùng hắn tranh phong tương đối, có người cùng hắn trò chuyện vui vẻ. Có người làm hắn vui lòng, có người cho hắn chơi ngáng chân, có người thu mua hắn, có người cùng hắn thảo luận kiếm thuật. Còn có người muốn thu hắn làm nghĩa tử. Thanh Vân Đình các tu sĩ, cùng trên đời này đại đa số người đồng dạng, không có mấy cái xấu chảy mù, vậy không có mấy cái trí thuần trí thiện. Bọn họ có tốt có xấu, có thiện lương thời khắc, vậy có bị ác nghiệm chủ đạo thời khắc. Bọn họ vậy tranh quyền đoạt lợi qua, bọn họ vậy thật tương thân tương ái qua, bọn họ không đáng chết tuyệt. Thanh Vân Đình vậy không có làm qua phải bị diệt môn chuyện sai lầm. Thiện ác như không có báo, càn khôn tất có vụng trộm. Khương Vọng người khoác nặc y, không nhúc nhích tiềm ẩn chỗ tối, cảm thụ được cái kia thuật giới, thành hình. Hắn có thể trầm mặc, hắn có thể tiếp tục trầm mặc xuống dưới. Những thứ này nhân ma hiện tại không có phát hiện hắn, về sau vậy rất khó phát hiện. Chỉ cần hắn trầm mặc, hắn hoàn toàn có thể chờ những thứ này nhân ma rời đi về sau, lại an an toàn toàn rời đi. Hắn vậy có rất nhiều lý do, làm hắn cần an toàn. Hắn còn có thù lớn chưa trả, còn có huynh đệ, bằng hữu đang chờ hắn, còn có đáng yêu Khương An An cần chiếu cố. Hắn có thể tìm đạt được 10.000 cái lý do, thế nhưng không được. Chương 778, một bước lên mây, biển ngũ phủ tại chấn động, Vân Đính Tiên Cung đang run rẩy. Mập mạp Bạch Vân đồng tử hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Tiên cung phía dưới màu xanh mây trôi rốt cục ngưng tụ thành hình. Kế tiếp là ai đây? Trịnh Phỉ đi ở trong đám người, thấp giọng đặt câu hỏi. Là ai đâu? Lý Xấu phụ họa. Nhìn thấy mỗi người, đều tránh đi ánh mắt của hắn. Trịnh Phi cười khanh khách cười, bỗng nhiên cúi đầu, nhìn về phía bị ném xuống đất Phong Minh. Không phải chính là ngươi đi. Hắn nói. Không, không, ta không thích hợp. Phong Minh hoảng sợ trừng to mắt, nhưng là không cách nào xê dịch. Ngươi cảm thấy hắn có thích hợp hay không? Yến Tử quay đầu hỏi Lương Cửu. Lương Cửu cúi đầu, ta không biết. Trịnh Phi đương nhiên sẽ không quản hắn có thích hợp hay không, có sợ hay không, ngược lại cười đến càng sán lạn, thế là từng bước một hướng hắn đến gần. Đứng tại Phong Minh phụ cận Phong. Chỉ hai mạch tu sĩ, trong đó có bằng hữu của hắn có quan hệ thân thích huyết mạch thân nhân, nhưng đều chỉ yên lặng tránh ra đầy đủ không gian. Nhường Trịnh Phi tới gần, cái kia béo ụt ịt thân ảnh, bao phủ khí tức tử vong, lấy một loại không cách nào kháng cự tư thái tới gần. Phong Minh hoàn toàn sụp đổ. Cha,
Cha! Hắn thậm chí khóc lớn lên, ngươi ở chỗ nào? Cứu ta a cha! Nhưng, vĩnh viễn sẽ không có người lại trả lời hắn. Hắn mãi mãi xa che chở hắn, vĩnh viễn cho hắn phạm vi năng lực bên trong tốt nhất điều kiện, cơ hội tốt nhất phụ thân, đã sớm trước với hắn chết đi. Đáng chết phế vật, ngậm miệng. Mắt đỏ cái kia nhân ma chẳng biết tại sao bỗng nhiên bị chọc giận, bỗng nhiên hướng bên này chạy tới, chùy thủ trong tay sắc bén lập lòe. Biểu lộ hung ác mà dữ tợn. Ngậm miệng. Hắn gầm nhẹ. Vạn ác nhân ma chậm dần bước chân, xem ra cũng không tính ngăn cản. Phong minh hoặc là sẽ chết trước tại vấn tâm nhân ma tay, sau đó mới bị nấu hóa ở trong đỉnh. Hai vị nhân ma giết hắn dạng này một cái thường thường không có gì lạ tu sĩ, hắn hẳn là vinh hạnh sao? Vấn đề này không có đáp án. Bởi vì vào thời khắc này, Khương Vọng động, hắn một cái xốc lên nặc y, đi ra trầm mặc thật lâu ẩn thân đất tư thái của hắn như thế bình thường, bước chân như thế nhẹ nhàng, nhưng mỗi một bước ra, đều có một đóa màu xanh đám mây ấn ký, tại không trung chợt hiện mà tán. Rõ ràng đất bằng rậm chân, lại chớp nhoáng chỉ là thoáng chớp mắt, liền xuất hiện tại Phong Minh trước người. Quá nhanh, quá đột ngột. Ai? Muốn chết? Vấn tâm nhân ma Phương Hạc Linh quay lại chủy thủ, vạn ác nhân ma Trịnh Phỉ đột nhiên cất bước lấy tay. Khương Vọng một cái nhấc lên còn tại kêu khóc Phong Minh, bước chân lại chuyển, mây xanh đạp tán, khoảnh khắc đã trên trăm trượng không. Không trung đạp như đất bằng, lên trời làm gì làm khó. Tiên thuật một bước lên mây, Yến Tử bung ra khoác lên Lương Cửu trên vai tay, rút thân mà lên. Lý Sấu hắc hắc cười quái dị, một bước đuổi kịp mây xanh. Khương Vọng lần nữa dậm chân, một chút mây xanh tan biến, người đã đụng vào cái kia bao phủ Thanh Vân Đình Sơn môn quỷ khóc sương mù. Bành! Hỏa diễm đột nhiên nổi lên. Hừng hực cháy mạnh tam muội chân hỏa thôi phát ra, trực tiếp đem cái kia khó nghe quỷ khóc chôn vùi, đem hắc vụ đốt không. Thanh lọc thiên địa, còn lại đêm. Bao phủ Thanh Vân Đình Sơn môn quỷ vụ trận, khoảnh khắc tỏ khắp. Đào mệnh đi thôi. Khương Vọng cao giọng hú dài, liền đạp mấy bước, mây xanh đoá đoá tán đi, bóng người đã xa. Còn lưu tại Sơn môn bên trong Thanh Vân Đình chúng tu sĩ bên trong, phong, trì hai mạch chỉ có thể chờ đợi chết tu sĩ lập tức giải tán lập tức. Những cái kia phong trì hai mạch bên ngoài khác họ tu sĩ bên trong, có xoay người liền chạy, có sững sờ ngay tại chỗ, còn có, lại ý đồ chặn đường hai mạch tu sĩ. Bởi vì nhân ma nhóm nói, phong, trì hai mạch tu sĩ chạy một cái, bọn họ những thứ này họ khác tu sĩ, liền phải chết hai cái. Vạn ác nhân ma béo ụt ịt thân hình rút lên không trung, trong tay cương đao nhất chuyển, lăng lệ vết đao lập tức vòng qua Thanh Vân Đình Sơn môn một vòng. Mặt đất nứt ra, cự thạch đánh gãy phân. Cực lớn mà sạch tích khe rãnh, đem toàn bộ Thanh Vân Đình Sơn môn nhốt chặt, này tuyến. Hắn hung ác gầm thét, ai ra ai chết. Lý Sấu truy Khương Vọng không kịp, cũng thế xoay người lại, xem ai có thể chạy. Vấn tâm nhân ma Phương Hạc Linh giữ im lặng, cái đuổi kịp chạy xa nhất một tên Thanh Vân Đình tu sĩ, cắt đứt cổ của hắn, khoét đi tâm can của hắn. Yến Tử nghe được Khương Vọng tiếng hô hoán, từ bò đuổi theo. Trực tiếp vu trường không nhất chuyển, thân hình như quỷ mị tại Thanh Vân Đình Sơn môn bốn phía quanh quẩn. Vứt xuống bốn cỗ thi thể, bốn tiếng hợp thành một tiếng, rơi xuống đất. Hết thảy đều an tĩnh. Hỗn loạn chẳng diện lập tức liền bị định trụ, giống có một cái vô hình cực lớn bàn tay, đem hết thảy đập về tại chỗ. Quỷ vụ trận đã tán, sơn môn bên trong mấy trăm tên Thanh Vân Đình tu sĩ, vậy mà không có người nào chạy trốn. Rõ ràng nếu như bọn hắn ai đi đường lấy bay nhanh, cái này bốn cái nhân ma lại hung ác, vậy không thể nào toàn bộ ngăn lại. Chỉ ít có thể đào thoát một nửa. Nhưng trên thực tế không có bất kỳ ai đào tẩu. Khương Vọng mạo hiểm vì bọn họ sáng tạo cuối cùng chạy trốn cơ hội, cứ như vậy vô tình trôi qua, có đôi khi cầm tù mọi người, cũng không phải là ngoài thân cấm, mà là trong lòng lao. Đồ chơi! Trịnh Phi quay đầu trở lại đến hỏi Lý Sấu. Tựa như là... Lý Sấu gật đầu. Trịnh Phi nhếch lên miệng, chơi vui. Nắm chặt thời gian nấu máu. Yến Tử nhắc nhở nói. Trịnh Phi quay đầu, rất chân thành nhìn về phía Yến Tử, cứ việc tại cái kia không có ngũ quan trên mặt nạ. Hắn cái gì cũng không nhìn thấy, chúng ta chạy không nhanh, ngươi làm sao không tiếp tục đuổi. Yến Tử thanh âm xấu hổ mang e sợ, hắn xem ra thật hung, ta sợ đuổi theo đánh không lại. Đối đãi Trịnh Phỉ mặt vo thành một nắm, nàng mới đột nhiên gầm hét lên, ngươi thịt mỡ lớn đến đầu óc ngươi bên trong đi sao? Có người trốn, thời gian của ngươi không nhiều. Còn truy truy truy, chơi chơi chơi, truy cái gì truy? Chơi lão nương ngươi, cân bằng máu không lấy được, nhìn lão đại một kiếm giết ngươi. Trịnh Phỉ bị đánh đỉnh đầu mặt mắng một trận, vậy mà cũng không nói gì, cũng không biết Yến Tử thực sự tức giận làm hắn nhượng bộ, hay là một câu kia có quan hệ lão đại uy hiếp, để hắn quyết định tha thứ. Tóm lại hắn lập tức dập tắt khí diễm, cái quay lại đến, bàn tay lớn nắm lên hai cái phong, chỉ hai mạch siêu phàm tu sĩ, trực tiếp nhét vào bên trong chiếc đỉnh lớn.
Lý Sấu nhìn một chút Trịnh Phì, lại nhìn một chút Yến Tử, lại nhìn xem Trịnh Phì, lại nhìn xem Yến Tử, cuối cùng Dung ngẩng đầu lên. Cũng không biết hắn lĩnh ngộ cái gì. Cũng có thể là hắn chẳng qua là cảm thấy hiện tại lắc đầu, lộ ra tương đối có đầu óc. Mà Phương Hạc Linh liền đứng tại đất trống bên ngoài, yên lặng nhìn xem đây hết thảy, không nói câu nào. Giết chết một tên chạy trốn Thanh Vân Đình tu sĩ về sau, hắn liền từ đầu tới cuối duy trì cái tư thế này. Hắn đương nhiên nhận ra Khương Vọng, đương nhiên nhận ra Khương Vọng. Cứ việc chỉ là vừa đối mặt, cứ việc chỉ nghe được một câu. Hắn làm sao lại không biết Khương Vọng đâu. Hắn lần thứ nhất chính thức lấy siêu phàm lực lượng bắt đầu quyết đấu, chính là đối mặt Khương Vọng. Mà hắn thua gọn gàng mà linh hoạt. Lúc ấy chuôi kiếm này đập vào trên mặt của hắn, để hắn rất cảm thấy sỉ nhục, một trận sụp đổ. Về sau lại nghĩ, lại chỉ cảm thấy. Cỡ nào không có ý nghĩa. Cái kia cũng có thể tính sỉ nhục, vậy có thể tính thống khổ sao? Kia là cùng hắn Đường huynh cùng một chỗ, Tịnh Xưng Phong Lâm Ngũ Hiệp Thành Đạo Viện ngoại môn cao thủ. Hắn rất sớm đã nhận biết, rất sớm đã quen thuộc. Về sau hắn rất nhiều lần hồi tưởng qua đã từng, hoảng hốt nhớ tới, tại trước đây thật lâu, hắn cùng Đường huynh Phương Bằng Cử quan hệ là phi thường tốt. Hắn thường thường đi theo Đường huynh phía sau cái mông chạy, đi theo Đường huynh đâu ra đấy luyện kiếm, luyện công. Kia là hắn sùng bái người a, là hắn đuổi theo mục tiêu a, thế nhưng là về sau vì cái gì, lại lạnh lùng đây? Là làm hắn lần thứ nhất ý thức được tài nguyên tầm quan trọng, mà phát hiện trong tộc tài nguyên vì chính mình phụ thân quản lý thời điểm sao? Là Đường huynh lần thứ nhất hướng hắn phát cáu, mắng hắn cùng hắn cha giống nhau là vương bát đản thời điểm sao? Về sau hắn đối với Phương Bằng Cử tận lực biểu hiện xem thường, có phải là vì đánh tan ban sơ sùng bái, sẽ rách bao phủ đỉnh đầu bóng tối đâu? Hắn không biết đáp án. Hắn không biết đáp án, nhưng hắn hay là thường xuyên hồi tưởng. Hắn hồi tưởng qua rất nhiều lần. Bởi vì chuyện cũ, nơi cũ, người quen. Vậy chỉ có thể hồi tưởng. Chương 779, gió bão một phá vỡ gỗ mục gãy. Khương Vọng một tay nhấc lấy Phong Minh, chân đạp mây xanh mà đi. Hắn một bên cấp tốc tiến lên, một bên tiện tay oanh ra bạo minh diễm tước, tại Thuận An Phủ không trung chế tạo kịch liệt tiếng vang, dùng cái này thu hút Ung Quốc cường giả chú ý. Đối với còn lưu tại Thanh Vân Đỉnh Sơn Môn những tu sĩ kia, hắn vậy chỉ có thể làm đến bước này. Khương Vọng cùng bọn hắn cũng không tình cảm gì. Bỏ qua một bên Vu Tùng Hải cái thân phận này, cũng không có cái gì liên lụy. Mạo hiểm cứu người cũng không cái khác, chỉ bốn cái chữ mà thôi, tại không đành lòng. Mấy cái kia nhân ma vây công Thanh Vân Đình, rõ ràng là nhắm ngay Uy Ninh Hầu Tiêu Võ đi tiền tuyến lỗ hổng. Nhưng vô luận như thế nào, cũng không dám gióng trống khua chiêng. Cái kia quỷ vụ chi trận chính là vì ẩn tàng động tĩnh. Khương Vọng trước phá quỷ vụ chi trận, cho Thanh Vân Đình tu sĩ chế tạo chạy trốn cơ hội, lại ồn ào không trung, dẫn tới Ung Quốc cường giả đi Thanh Vân Đình. Cái kia bốn cái nhân ma nếu như không muốn chết tại Ung Quốc, liền chỉ biết mau thoát đi. Từ trên lý luận đến nói, Thanh Vân Đình những tu sĩ kia chỉ ít có thể còn sống sót một nửa. Mà lại nhiều sự tình. Hắn cũng không khả năng làm được. Dù sao đối với Ung Quốc cường giả đến nói, hắn cũng không phải cái gì có thể tin nhân vật. Lại tại không trung phách lối, nói không chừng liền bị ai diệt cỏ tận gốc. Hắn một khắc không ngừng, liên tiếp oanh ra vài cái bạo minh diễm tước về sau, liền lập tức quay đầu hướng Tây, điệu thấp phi hành một hồi. Rơi xuống không trung, ẩn vào một chỗ hoang dã bên trong. Đem Phong Minh tiện tay ném ở trên mặt cỏ. Tán đi tiên thuật, cảm thụ được thiện phúc mây xanh tại Vân Đính Tiên Cung phía dưới tung bay chuyển. Hắn không khỏi nghĩ đến, Thanh Vân Đình một mực tại càng không ngừng hội tụ thiện phúc mây xanh. Thời đại cận cổ Vân Đính Tiên Cung các tu sĩ, tu tập bình bộ Thanh Vân tiên thuật này thuật giới, hẳn là đều từ đây tới. Nói cách khác, Thanh Vân Đình cam đoan bình bộ Thanh Vân tiên thuật này kéo dài. Nếu có hướng một ngày, mây trôi dưới Vân Đính Tiên Cung, toàn bộ bị thiện phúc mây xanh thay thế. Như vậy cái này thiện phúc mây xanh, phải chăng vậy có thể nâng Vân Đính Tiên Cung phi hành? Vân Đính Tiên Cung lúc toàn thịnh là cỡ nào quái vật khổng lồ? Dù rằng tiến lên, vậy tất nhiên gian nan chậm chạp. Nếu có thể có lượng lớn thiện phúc mây xanh dựa vào, động một tí ngàn dặm, bàng bạc đại thế, cái kia mới thật gọi có ép ngang thời đại phong thái. Bình bộ Thanh Vân tiên thuật này, có thể làm cho nội phủ, cảnh Khương Vọng tại tứ đại nhân ma vòng vây xuống thành công thoát thân. Tuyệt đối là trước mắt hắn thì ngưng nắm giữ mạnh nhất độn pháp, so với trước đó gấp giáp A hạ phẩm đạo thuật Diễm Lưu Tinh, không biết mạnh hơn bao nhiêu. Đương nhiên, tiên thuật có nó tự có hệ thống, không thể đơn giản lấy ra cùng đạo thuật làm sự so sánh. Chín đại tiên cung tại thời đại cận cổ ép ngang nhất thời, nhưng đến hiện thế, cái kia khổng lồ tiên thuật hệ thống, cũng chỉ có một chút phá thành mảnh nhỏ đồ vật truyền xuống tới. Thẳng đến lần này tìm về thất lạc kiến trúc Thanh Vân Đỉnh, nắm giữ bình bộ Thanh Vân, Khương Vọng mới lấy nhìn thấy cái lân phiến chảo. Phảng phất có một cái bàn tay vô hình, xóa đi liên quan tới tiên cung hết thảy. Chín đại tiên cung vì sao hủy diệt, bị ai hủy diệt, tiên thuật hệ thống lại là làm sao biến mất.
lịch sử sương mù phun trào tại thời gian bên trong. Khương Vọng không khỏi lại nghĩ tới ký thần bia, bên trên biến mất cái kia hai cái chữ bằng máu đạo tặc. Đạo tặc vậy, đồ vật như thế nào mới có thể gánh chịu nổi dạng này tên tuổi? Cái này để người ta kinh sợ, nhiều người bất ổn. Diệp Lăng Tiêu nói tới phúc họa chưa hẳn, phải chăng cũng cùng này có quan hệ đâu? Tạm thời buông xuống đối với tiên cung suy nghĩ, Khương Vọng cúi đầu nhìn thoáng qua Phong Minh. Một thân trên người giam cầm đã sớm bị giải khai, nhưng lại vẫn không nhúc nhích, ánh mắt đờ đẫn, cũng không nói chuyện. Giống như là bị dọa sợ. Không chết liền lên tiếng. Khương Vọng nhìn xem hắn nói. Phong Minh con mắt vẫn trệ một hồi, mới rốt cục có một chút thần thái, dường như sống lại. Thanh Vân Đình không có sao. Hắn hỏi. Ngươi có thể hiểu như vậy. Khương Vọng nói. Thanh âm của hắn rất lãnh đạm, cũng không phải là bởi vì hắn hiện tại không cần lấy thân phận của Vu Tùng Hải, bưng lấy Phong Minh. Mà là bởi vì, hiện nay Phong Minh, không có tư cách còn sống tại trong nói dối, hắn nhất định phải đối mặt hiện thực. Phong Minh khó khăn xê dịch con mắt, nhìn về phía Khương Vọng, mắt mang chờ mong, cha ta. Trốn sao? Ngươi không dám nhìn lúc kia, thi thể của hắn liền bị nấu hóa. Khương Vọng nói. Lời này lãnh khốc như vậy. Không nhìn hắn cầu xin, cự tuyệt hắn ảo tưởng. Đem hắn từ tự mình an ủi, tìm kiếm cây cỏ cứu mạng gian nan tình cảnh bên trong, một cái kéo vào đẫm máu hiện thực. Phong Minh miệng dùng sức trương một cái, đại khái là muốn khóc lớn. Nhưng khóc không ra tới. Hắn muốn rơi lệ, nhưng rất kỳ quái lại cũng không có nước mắt. Lúc kia hắn bị ném ở trên đất trống, bất lực mà nhìn xem cái kia mập mạp nhân ma tới tới lui lui. Hắn biết cái kia nhân ma là tại đem một bộ một cỗ thi thể ném vào đại đỉnh đi nấu. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời đêm, không dám nhìn một chút. Phụ thân hắn thi thể chính là lúc kia bị nấu hóa. Tại Thanh Vân Đỉnh bị tập kích trước tiên, phụ thân liền đánh giá ra địa thế nguy cấp, đem bí khố chìa khóa giao cho hắn, để hắn tránh tốt, chính mình lại ra ngoài ứng đối nguy cơ. Coi hắn dễ dàng bị chộp tới cái kia giống tụ tập ra xúc đồng dạng tụ tập tu sĩ trên đất chống lúc, hắn liền hẳn phải biết phụ thân của mình đã không có. Có thể hắn không dám đối mặt. Ta mạo hiểm đem ngươi cứu ra, không phải vì nhìn ngươi biểu diễn khổ sở. Khương Vọng lại lạnh như băng nói. Phong Minh có chút mờ mịt nhìn Khương Vọng một chút. Đứng lên. Khương Vọng quát. Phong Minh vô ý thức run rẩy một cái, tay chống tại trên mặt đất, rốt cục bò lên. Hắn đáng thương nhìn xem Khương Vọng, giống một cái mảnh mai vô lực tiểu động vật. Trong ngày thường hung ác nham hiểm, kiêu ngạo, sung sướng, tất cả đều không gặp. Thả ra. Tùng Hải. Hắn thăm dò tính hô một tiếng. Giống như là một cái không có chút nào năng lực tự vệ hài tử, tại khảo thí đụng vào an toàn của hắn hoàn cảnh. Có lẽ giống Chỉ Lục nói như vậy, đã mất đi cha hắn Phong Việt che chở, hắn chính là một cái vô năng phế vật. Có thể hắn rõ ràng một trận phát giác Khương Vọng mục đích, đoán được Khương Vọng muốn tìm kiếm cái gì. Hắn kỳ thật, cũng không ngu xuẩn, ngược lại rất thông minh, hắn chỉ là quá yếu ớt. Được bảo hộ quá tốt, kinh lịch quá ít. Gió bão một phá vỡ, kình thả ra lập, gỗ mục gãy. Khương Vọng không để ý đến cái này tiếng gọi, chỉ nói, ngươi cầu ta cứu ngươi, cho nên ta cứu ngươi. Ta hy vọng ngươi suy nghĩ một chút, ngươi lúc đó tại sao muốn sống sót? Ta. Phong Minh mấp máy môi, có lẽ là tìm không thấy đáp án đi, hắn cuối cùng nói, ta rất cảm tạ ngươi. Nếu như ngươi muốn cảm tạ ta, cũng nhanh chút lấy ra có thể cảm ơn đến giá trị của ta đến, ta chờ ngươi tới cảm ơn ta. Nếu như ngươi muốn báo thù, hủy diệt Thanh Vân Đình người, là chính đại nhân ma, bọn họ hẳn là cũng có bị trả thù giác ngộ. Khương Vọng nhàn nhạt nói xong, liền quay người. Cứu Phong Minh hắn đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, hắn không phải là Chỉ Lục, không có Thu Nhi tử yêu thích. Tùng Hải. Phong Minh gọi lại hắn, ngươi. Đi nơi nào? Đi ta nên đi địa phương. Có thể hay không? Mang ta lên. Phong Minh chần chờ nói xong, lại tranh thủ thời gian bổ sung, ta làm cho ngươi tùy tùng. Thật tốt tông môn nói không có liền không, thật tốt quốc gia nói vong liền vong. Thế giới này như vậy tàn khốc. Khương Vọng hỏi lại, ngươi nguyện ý mang một cái vướng víu sao? Phong Minh gắt gao cắn bờ môi, không có lên tiếng. Ngươi bao lớn rồi? Khương Vọng lại hỏi. Đây cơ hồ là một loại nhục nhã. Nhưng Phong Minh vậy không có tư cách không trả lời. Tuổi mụ 21. Hắn nói. Ta nhớ được phụ thân ngươi nói qua, hắn 21 tuổi lúc đã vì Thanh Vân Đình khai thác ba đầu thương lộ. Suy nghĩ thật kỹ, ngươi ngồi mắt ăn bát vàng hết thảy là thế nào đến? Ngươi nên đi đường, ở nơi nào? Khương Vọng nói xong, chợt nhớ tới cái gì, lại hỏi, hôm nay là mấy tháng mấy ngày tới. Phong Minh không biết dụng ý, nhưng vẫn là đáp, tựa như là, tháng giêng 28. Khương Vọng nhẹ gật đầu, cất bước đi xa. Là sinh nhật của ta à, hắn nghĩ. Chương 780, Quẻ Sư. Nơi nào đó vô danh đất hoang. Vấn Tâm Nhân Ma Phương Hạc Linh lưng tựa một gốc bụi gai cây đứng vững, yên lặng lau sạch lấy chủy thủ, vết thương trên người lại cũng không đi quản.
Lý Sấu tại trên mặt cỏ ngồi xếp bằng, chính nghe răng trợn mắt, một cái tay tại cho một cái tay khác băng bó. Tại bên cạnh hắn cách đó không xa, Trịnh Phi nằm ngửa trên mặt đất, trên thân máu thịt be bét, ôi thở ra. Hắn nằm một hồi, nghiêng đầu đi, nhìn thấy tay trong tay song song ngồi tại sườn núi nhỏ bên trên Yến Tử cùng Lương Cửu, nhịn không được nhổ ngụm mang máu nước bọt, làm, loại thời điểm này còn mang cái tiểu bạch kiểm. Lý Sấu nhe lấy răng, chua chua nói tiếp, chạy nhanh không dậy nổi rồi. A, Yến Tử cười lạnh một tiếng, tiểu bạch kiểm niềm vui thú ngươi không hiểu. So với những người khác, nàng có thể nói lông tóc không tổn hao. Cùng nàng mười ngón đan xen Lương Cửu, trên thân vậy vô cùng trong thoải mái. Bị Yến Tử mang theo thoát đi truy sát, liền cái chảy ra đều không có, xem như thừa dịp vận may. Đương nhiên, nếu như không có Yến Tử, xem như thân gia trong sạch người nước Ung, lúc đầu hắn cũng là không cần tránh né truy sát. Giờ phút này sắc mặt có chút khó chịu nổi, nhưng rất nhanh lại miễn cưỡng chính mình nở nụ cười. Bị trào phúng xem thường không trọng yếu, hống tốt Yến Tử mới trọng yếu. Hiện tại hắn nói mình cùng nhân ma không có quan hệ, vậy không ai sẽ tin tưởng. Có thể đoán được ở sau đó một đoạn thời gian rất dài bên trong, hắn đều cần trà trộn tại bọn này nhân ma ở giữa. Ngôn ngữ bên trên đối với Yến Tử không tạo được bất cứ thương tổn gì, Trịnh Phi lại tức giận quay đầu trở lại đi, hướng về phía bầu trời mắng một câu, đồ chó hoang Diêu Khải, lão tử sớm tối bổ hắn, cắt hắn thịt. Lý Sấu phụ họa, người nói hắn có phải là thích ăn đòn. Trịnh Phi hùng hùng hổ hổ, đồ chó hoang hiện tại một lòng biểu đồ hiện, chạy mẹ nó so chó đều nhanh. Tiết Minh Nghĩa người tại Nam Hương Phủ, sát bên Thuận An Phủ đều không có tới, hắn tại Hà Sương Phủ ngược lại là trước tới. Quá thích ăn đòn. Lý Sấu không hề nghi ngờ biểu thị đồng ý. Hắn không chỉ có chính mình đồng ý, còn hiệu triệu những người khác vậy đồng ý. Trừng Lương Cửu một chút, tam ca của ta nói có đúng hay không đi. A, đúng, đúng. Lương Cửu mau nói. Yến Tử nhéo nhéo tay của hắn, để hắn không cần phải sợ. Tên phế vật kia. Tại sao không nói chuyện? Lý Sấu trừng mắt về phía bụi gai trước cây Phương Hạc Linh. Phương Hạc Linh ngẩng đầu, mắt đỏ ở chỗ này đi lòng vòng. Đúng. Hắn nói. Lý Lão Tứ. Yến Tử hô. Ai, không có ý nghĩa. Lý Sấu lắc đầu, thật giống như ta khi dễ người vậy. Diêu Khải cắn loạn thời điểm, ta có thể còn cứu hắn một mạng. Không biết lớn nhỏ. Trịnh Phì bỗng nhiên nói. Cái gì Lão Tứ, kia là ngươi tứ ca, biết sao? Ai đúng đúng. Lý Sấu vậy kịp phản ứng, không mấy vui vẻ trừng mắt Yến Tử, ngươi làm sao không tôn trọng ta đây? Về sau không cho phép như thế hô tiểu hạc. Yến Tử nói, dựa vào cái gì? Trịnh Phi bỗng dưng đem trừng mắt. Đúng rồi. Lý Sấu đuổi theo. Yến Tử buồn bực nói, tiểu hạc cùng ta, lần này đều là thuần túy giúp các ngươi hai cái bận bịu. Hai ta một phần chỗ tốt đều không có, các ngươi làm sao không biết tốt xấu đâu? Cái này cùng hắn có phải là phế vật, có quan hệ gì đâu? Trịnh Phi buồn bực nói. Đúng vậy a, có quan hệ gì đâu? Lý Sấu vậy hỏi. Yến Tử tức giận đến dậm chân một cái, thật sự là hai tên hỗn đản. Ngược lại là bị soi mói Phương Hạc Linh bản nhân, từ đầu đến cuối chưa từng biểu lộ bất luận cái gì thái độ, lại cúi đầu xuống lau chùi thủ của mình đi. Lương Cửu không rên một tiếng, hắn biết hắn cũng không có chen vào nói tư cách. Yến Tử nói là thích hắn, nhưng Trịnh Phi mắng hắn tiểu bạch kiểm, Yến Tử chính mình cũng phụ họa. Mà Lý Sấu hô một tiếng cái kia mắt đỏ nam tử phế vật, Yến Tử liền lập tức ngăn cản. Cái này bốn cái nhân ma bên trong, cái kia mắt đỏ hẳn là địa vị thấp nhất. Nhưng dù vậy, tại Yến Tử trong lòng, phân lượng vậy so hắn Lương Cửu trọng yếu được nhiều. Cái gì yêu hay không yêu, có thích hay không, Yến Tử có thể thuận miệng nói, chính hắn lại cần biết, hắn cũng không có như vậy được sùng ái. Hắn chỉ là yên lặng nghe mấy cái nhân ma cái lộn, ý đồ thăm dò rõ ràng tính cách của bọn hắn, tìm tới cùng bọn hắn thật tốt chung đụng biện pháp. Dạng này, có lẽ hắn mới có thể sống được lâu một chút, nói ít, làm nhiều, dùng nhiều tâm. Nhưng ngay tại sau một khắc, cãi lộn bên trong mấy cái nhân ma bỗng nhiên im miệng. Lương Cửu cảm giác được Yến Tử buông ra hắn tay, vậy nhìn thấy co quắp trên mặt đất Trịnh Phi thẳng tắp đứng lên, đem tay trái bao thành bánh chưng Lý Sấu vậy nhảy dựng lên, trận địa sẵn sàng. Phương Hạc Linh đứng vững, dừng lại lau chùi thủ hoạt động. Hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng bản năng hướng phía tây nhìn lại. Hắn không biết phía tây có cái gì. Nhưng giống như có cái thanh âm tại nói với hắn nhìn qua. Thế là hắn nhìn sang. Tại tầm mắt phạm vi bên trong, một người mặc quần áo văn sĩ nam tử trung niên chậm rãi đi tới, hoạt động thư giãn, kỳ quái lại rất nhanh, bụi cỏ như là nước chảy tách ra, không chịu làm nhiễu hắn tiến lên. Hắn giữ lại ba chòm râu dài, khuôn mặt gầy gò, một đôi mắt đặc biệt trong suốt, giống như chiếu lên rõ ràng lòng người. Đối đãi người này ánh mắt chuyển tới. Lương Cửu tranh thủ thời gian cúi đầu. Có thể để cho Trịnh Phi, Lý Sấu, Yến Tử đều đứng dậy đón lấy người, không phải là thứ nhất nhân ma chính là thứ hai nhân ma.
Trịnh Phi bọn họ liền đã cường đại như vậy, đáng sợ như vậy, hiện tại đến người này, lại nên khủng bố đến mức nào? Thế nhưng xem ra rất bình thường dáng vẻ. Trong lòng của hắn không hiểu nghĩ. Coi bói. Trịnh Phi lớn tiếng ồn ào, nhanh cho ta tính toán, ta đồ chơi chạy đi đâu rồi? Đừng vội, đừng vội. Được gọi là coi bói nam nhân tựa hồ tính tình thật tốt, thanh âm vậy rất bình thản, vừa đi vừa hỏi, cân bằng máu thế nào rồi? Làm tới. Trịnh Phi nhếch miệng cười. Hai viên. Lý Sấu đi theo cười. Dâu dài nam nhân thế là vậy cười, phục dụng sao? Ăn. Trịnh Phi nói. Không thể ăn. Lý Sấu nói. Cảm giác như thế nào đây? Dâu dài nam nhân dừng bước lại, nhìn xem Trịnh Phi, người ác báo còn dễ dùng sao? Lương Cửu chú ý tới, làm cái này nam nhân chỉ hỏi Trịnh Phi thời điểm, Lý Sấu liền hiếm thấy bảo trì trầm mặc. Trịnh Phi vui cười, gọi họ Diêu đều ăn phải cái lỗ vốn. Ngươi cùng về đâu? Dâu dài nam nhân lại hỏi Lý Sấu. Lý Sấu rồi mới hồi đáp, giống như có chút biến hóa, nhưng quá kỹ càng nói không ra. Chính ta vậy mộng, không sao. Dâu dài nam nhân nghe tiếng cười, trong thanh âm mang theo cổ vũ, thời đại cận cổ lưu lại đồ tốt, nó vốn là cần thời gian rèn luyện. Làm cân bằng máu chân chính cân bằng hai người các ngươi liền lợi hại rồi. Có thể có lão đầu tử lợi hại sao? Trịnh Phi hưng phấn hỏi. Còn kém bao nhiêu? Lý Sấu truy vấn. Dâu dài nam nhân cười không nổi, bất đắc dĩ thở dài. Ta trước tiên cần phải biết lão đầu tử hiện tại đến mức nào a? Coi như hắn. Trịnh Phi nói. Chiếm hắn một quẻ. Lý Sấu vậy khuyến khích. Dâu dài nam tử nhéo nhéo chính mình dâu dài, trên mặt lại dẫn cười ôn hòa. Cứ như vậy nhìn xem Trịnh Phi, là ngươi mời ta tính sao? Lão tứ. Trịnh Phi quay đầu nhìn Lý Sấu, ta mất máu quá nhiều, hiện tại có chút choáng. Cái kia tam ca ngươi nghỉ ngơi trước, thân thể quan trọng. Lý Sấu quan tâm nói. Trịnh Phi nghiêm túc nói với hắn, ngươi đừng quên nhắc nhở coi bói, để hắn tính toán chúng ta đồ chơi đi nơi nào. Giống như hắn đã không nhìn thấy dâu dài nam tử tồn tại. Tốt, ta sẽ không quên. Lý Sấu phối hợp ăn ý. Trịnh Phi thế là thật nằm xuống, đem hai mắt nhắm lại, nằm ngáy o. Dâu dài nam tử cũng không tính toán, chỉ nhìn Phương Hạc Linh một chút, thân thể còn chịu đựng được sao? Có thể. Phương Hạc Linh ngắn gọn nói. Dâu dài nam tử lúc này mới nhìn về Lý Sấu, các ngươi nói. Cái gì đồ chơi? Một người trẻ tuổi, cao như vậy, rộng như vậy. Lý lão tứ sau mấy cái hoạt động, băng bó kỹ tay không nhiều thuận tiện, nói vậy nói đến mơ mơ hồ hồ, hắn ngược lại thích thú. Trong tay chúng ta, cướp đi một cái phong trì hai mạch đệ tử. Chúng ta đuổi không kịp. Dâu dài nam tử hững hờ nghe một hồi, nghe phía sau, mới sờ sờ dâu dài, thấy hứng thú. Hắn quay đầu nhìn về phía Yến Tử, bóc mặt vậy đuổi không kịp sao? Không biết. Yến Tử nói, ta không có truy. Dâu dài nam tử gật gật đầu, cũng là không truy vấn nguyên nhân. Cái kia tốt. Hắn nhẹ nhàng vén tay áo lên, ta đến bói một quẻ. Đừng. Yến Tử ngăn cản nói, đừng ở chỗ này. Vì cái gì đây? Nhưng là Lý Sấu hỏi. Yến Tử hung hăng nguyết hắn một cái, không có huyết tế, ngươi nhường quẻ sư tính thế nào? Hắn là danh tự liền gọi quẻ sư sao? Hay là thân phận là? Bất quá, huyết tế lại là cái gì? Lương Cửu đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên nghênh tiếp cái kia dâu dài nam tử ánh mắt. Cái kia tên là quẻ sư dâu dài nam tử, rất là bình thường nhìn xem Lương Cửu. Giống như là nhìn thoáng qua ven đường gặp thoáng qua người đi đường đồng dạng, tùy ý, bình thường. Đây không phải một cái sao. Hắn nói. Lương Cửu chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt. Chương 781, đoán mệnh. Vấn tâm nhân ma vẫn như cũ lau chủy thủ, và ác nhân ma vẫn như cũ nằm ngáy o, gọt thịt nhân ma khuôn mặt như thường. Không có người đối với quẻ sư ý nghĩ có ý kiến gì, không có người sẽ đối với quẻ sư ý nghĩ đưa ra ý kiến. Lương Cửu tại hoàn toàn lạnh lẽo bên trong, bất lực kháng cự cũng không dám trốn tránh, nghênh đón chính mình tận thế. Không, không được. Hắn nghe được một thanh âm nói như vậy. Hắn rất ngoan, đến giữ lại. Thanh âm này quả thực là tiếng trời. Ta lại đi cho ngươi bắt một cái. Yến Tử vội vã dứt lời, thân ảnh nhoáng một cái, liền đã biến mất ở phía xa. Rất rõ ràng, nàng mặc dù dám nhắc tới ra ý kiến phản đối, nhưng cũng không có tư cách thật ngăn cản quẻ sư. Nàng chỉ có thể đưa ra một cái dự bị lựa chọn, đến nhường quẻ sư chọn lựa. Mà quẻ sư, có thể hay không cho nàng một bộ mặt. Lương Cửu chỉ cảm thấy hô hấp của mình đều muốn đình trệ, vận mệnh sử dụng tại nhân thủ cảm giác cũng không tốt đẹp gì, nhưng hắn không có năng lực tự chủ. Hắn chỉ nghĩ đến, tại dạng này hoàn cảnh bên trong, hắn tuyệt không thể mất đi Yến Tử đối với hắn sủng ái. Tuyệt không thể. Hắn cảm giác được quẻ sư bình tĩnh ánh mắt ở trên người hắn nhẹ nhàng rơi xuống. Ánh mắt kia, như có thiên quân trọng. May mà rốt cục rời. Quẻ sư thở dài, nữ nhân rất phiền phức. Quá phiền phức. Lý Sấu phụ họa nói. Không, không, không có chút nào phiền phức.
Lương Cửu ở trong lòng nói. Hắn cơ hồ muốn khóc ra tiếng. Tại thời khắc này, hắn lại đối với Yến Tử Sinh ra cực lớn cảm kích tới. Cứ việc nếu không có mấy cái này nhân ma, hắn vốn không ắt gặp này ách nạn. Hắn là thật cảm động đến rơi nước mắt, thậm chí cũng không lại cảm thấy cái kia không có ngũ quan mặt nạ khủng bố, ngược lại cảm thụ một loại mỹ cảm đặc biệt. Vậy cảm tạ phụ mẫu, cho chương này coi như anh tuấn mặt. Hắn trưởng dài hô hấp, cảm thụ sinh mệnh tồn tại, đồng thời lại không dám gây nên bất kỳ một cái nào nhân ma chú ý. Lúc này mới phát giác, mồ hôi lạnh lại một lần thẩm thấu bên trong áo. Thật đáng sợ. Yến Tử trở về rất nhanh, không biết có phải hay không là lo lắng chậm quẻ sư chờ không nổi. Tóm lại làm nàng mang theo một cái vóc người trung đẳng nam nhân khi trở về, quẻ sư cùng Lý Xấu cũng không có tán gẫu bao lâu. Hai cái này nhân ma nói chuyện trời đất nội dung lúc đầu vậy rất kỳ quái, đều là một chút bạc nhiều hay không, cái gì đồ trang sức càng quý giá hơn loại hình, hoàn toàn không giống hai cái tiếng xấu rõ ràng người bên trong ma. Địa phương khác nhau ở chỗ, quẻ sư biểu lộ rất tùy ý, hiển nhiên chính là tùy tiện tâm sự, Lý Xấu thì trò chuyện mặt đỏ lên, phi thường thích thú. Yến Tử đem trong tay không cách nào dãy dụa nam nhân ném tới quẻ sư trước mặt, ngươi nhìn, ta rất kịp thời a. Quẻ sư từ chối cho ý kiến, cái nói với Lý Xấu, xử lý một chút. Lý Xấu thế là liền tay chân lanh lẹ lột lên người này quần áo tới. Mà Yến Tử đã quay lại Lương Cửu trước người. Ta trở về nha. Nàng nói. Tích tắc này, Lương Cửu vậy mà hoảng hốt cảm nhận được một điểm ôn nhu. Cám ơn. Thanh âm của hắn có chút nghẹn ngào. Đồ ngốc. Yến Tử duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, lau lau hắn khóe mắt, nam tử hắn phải kiên cường úc. Lương Cửu cắn chặt môi, dùng sức gật đầu. Một bên khác, quẻ sư nửa ngồi xuống tới, tiện tay tại mặt đất phất một cái, cỏ cây rút đi, đá sắc ngưng tụ. Một khối bằng phẳng hình tròn bệ đá, xuất hiện tại trước người hắn. Tuyệt không đột ngột, phẳng phất tại thật lâu trước đó liền cất ở đây bên trong. Trên bệ đá có phức tạp khắc văn, lấy một loại phi thường quỷ dị đường vân vạn vẹo cùng một chỗ, Lương Cửu cái trông về phía xa một chút, liền cảm giác đầu vắng mắt hoa. Yến Tử che khuất ánh mắt của hắn, thanh âm ôn nhu, không muốn nhìn lung tung, đối với ngươi không tốt. Lương Cửu chậm một hồi, cái kia phiền ác cảm giác mới trôi qua, có chút sợ đáp, biết. Hắn gọi quẻ sư, tại chính đại nhân ma bên trong xếp hạng thứ hai, xưng là đoán mệnh nhân ma. Yến Tử ghé vào lỗ tai hắn nói, dường như đang cho hắn giới thiệu. Đoán mệnh. Lương Cửu hơi nghi hoặc một chút. So với vạn ác, gọt thịt những thứ này tên tuổi, thứ hai nhân ma tựa hồ là tuyệt không hung ác. Đoán mệnh. Yến Tử từ tốn nói, tính một lần, muốn một mạng. Lương Cửu rõ ràng nghe được nước bọt từ trong cổ lăn xuống thanh âm. Dạng này. Như vậy sao? Quẻ sư giống như cũng không quan tâm bọn họ đang nói cái gì, cũng không để ý bọn họ như thế nào thảo luận hắn. Đối với Yến Tử tiện tay tại Thanh Vân Đình bắt một cái tiểu bạch kiểm trở, về hành vi, hắn vậy không có bất kỳ cái gì ý kiến. Cái kia bị lột được nam nhân liền hiện lên một cái chữ thái, được đặt ở trên bệ đá. Một người rất bình thường, đại khái là Yến Tử tùy tiện từ cái kia con đường bên trên bắt tới. Không có siêu phàm, vậy không có tu tập qua phàm tục võ kỹ vết tích. Trên người thịt thừa rất rõ ràng, còn có một cỗ không quá thường xuyên tắm rửa mùi vị. Hắn chừng đến tròn trịa trong mắt tràn đầy hoảng sợ, nhưng hắn liên động một cái mí mắt đều làm không được. Quẻ sư đưa tay ở hai mắt của hắn bên trên nhẹ nhàng mơn trớn, vì hắn đem hai mắt nhắm lại. Bên cạnh một thanh sáng loáng gương đao đưa tới. Trịnh Phi chẳng biết lúc nào lại bò lên, tiến đến bên cạnh quan sát. Ây, đao cho ngươi mượn, miễn cho bẩn tay. Hắn đã trở thành tế phẩm, hắn liền cũng không bẩn. Quẻ sư không có tiếp đao, chỉ dùng một cái ngón trỏ, tại nam tử kia cái cổ, phần tay, lưng đùi, vạch năm đạo miệng. Lẳng lặng nhìn xem máu tươi chảy xuôi. Ngươi tới được sớm như vậy, làm sao không đem Diêu Khải giết rồi? Trịnh Phi nhìn một hồi, đột nhiên hỏi lên không quan hệ vấn đề. Quẻ sư không có ngẩng đầu, cái nhìn chăm chú lên cái kia tốc độ chảy cân đối huyết dịch, trong miệng nói, ta giết Diêu Khải, các ngươi liền sống không được. Hàn Hú hiện tại có chuyện rất trọng yếu, cho nên Thanh Vân Đình chuyến đi mới có thể thành công. Chúng ta không thể so sánh chuyện kia quan trọng hơn. Nam nhân máu tươi, thuận bệ đá đường vân chảy xuôi, tụ hợp vào một cái nhàn nhạt lõm trong miệng. Cái kia lõm miệng giống như là một chiếc nghiên mực, máu tươi làm mặc. Hắn đem ngón trỏ bỏ vào nghiên mực máu bên trong, mặc cho máu đỏ tươi đem ngón tay bao khỏa. Thán nói, đây chính là tiêu chuẩn chỗ. Trịnh Phì không nói gì thêm. Hắn đối với bị Diêu Khải truy sát đến chật vật có chút bất mãn. Nhưng quẻ sư đã cho giải thích vậy rất hợp lý, mà hắn là một cái giảng đạo lý người. Đúng rồi, quẻ sư nhẹ nhàng khuấy động ngón tay nói, đối với người kia, muốn ta tính toán người kia, các ngươi còn có cái gì càng tường tận tin tức sao? Hào phóng, Trịnh Phì không giải thích được cười, hắn là cái rất giảng đạo lý người. Lý Xấu lại một lần nữa cường điệu, quẻ sư trưng cầu tin tức,
mỗi người đều cần tận khả năng trả lời. Liền đang cùng Lương Cửu Yến Tử cũng dành thời gian trả lời một câu, độn pháp rất cao minh, mỗi một bước qua đều có màu xanh đám mây ấn ký. Nói xong còn lặng lẽ bóp Lương Cửu một cái. Lương Cửu vội vàng nói, hắn gọi Vu Tùng Hải, là Phong Minh dẫn tiến vào tông. Nghĩ, hắn lại bổ sung, Phong Việt tông thủ coi trọng hắn, chỉ Lục tông thủ vậy rất thích hắn. Đúng, kiếm thuật thật tốt. Hắn triệt để đem tự mình biết tất cả tin tức đều nói ra. Vu Tùng Hải từ trong bóng tối thong dong dậm chân ra tới, tại tứ đại nhân ma trong tay cứu người rời đi một màn kia, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Nhưng Vu Tùng Hải cứu không phải là hắn. Quẻ sư ánh mắt di động, rơi vào Phương Hạc Linh trên thân. Phương Hạc Linh y nguyên bình tĩnh lau sạch lấy chủy thủ, trong miệng nói, xem ra, rất tự tin. Hắn chỉ nói câu này. Quẻ sư thu hồi ánh mắt. Chương 782, Tiên Chủ. Chủy thủ đã lau đến sáng như tuyết, sắc bén thậm chí chướng mắt. Nhưng hắn vẫn tại lau. Hắn đều tưởng muốn lau đi chút gì, lại so với ai khác đều rõ ràng, có nhiều thứ là sát không xong. Nhưng cũng nên làm chút gì à. Không phải dựa vào cái gì chống đỡ lấy sống sót đâu. Hắn so ở đây bất cứ người nào đều muốn hiểu rõ hơn, cái kia dùng tên giả Vu Tùng Hải ra hỏa. Một thân danh tự, một thân xuất thân, thậm chí một thân thói quen sinh hoạt. Hắn đối với tên kia cũng không có cái gì hảo cảm, trước kia không có, hiện tại đồng dạng không có, về sau đoán chừng cũng sẽ không có. Trước kia hắn, chán ghét tên kia luôn luôn ngẩng đầu thẳng sống lưng, tại Phong Lâm Thành Tam Đại họ trước mặt vậy không có chút nào thi nhan. Hắn nhớ kỹ Đường huynh đang nói tới tên kia thời điểm, luôn luôn tại tán thưởng bên trong, mang theo một điểm. Đố kỵ. Trước kia hắn, không biết tên kia có gì có thể đố kỵ. Lần này gặp lại chỉ là nhìn liếc qua một chút. Nhưng cái kia phủ quang lược ảnh một mặt liền để hắn nhìn thấy, tên kia vẫn là cùng lúc trước như thế, không có cái gì cải biến. Hay là kiêu ngạo, hay là kiên định, hay là dũng cảm, hay là vấn tâm tổng như một, cầm kiếm phát ra âm thanh bất bình. Không bị cải biến, điểm này thật rất nhiều người đố kỵ. Hắn dựa vào cái gì có thể không bị cải biến đâu. Rõ ràng cái gì đều biến. Sự tình cách trải qua nhiều năm, hắn nghĩ hắn rốt cuộc minh bạch, Đường huynh đố kỵ chính là cái gì. Nhưng đã sự tình cách trải qua nhiều năm, hắn rõ ràng tên kia quá nhiều tin tức. Hắn biết đến những tin tức kia giao cho quẻ sư, tuyệt đối có thể đem tên kia tính cái úp sấp. Nhưng vì cái gì cuối cùng cũng không nói gì đâu. Vì cái gì? Phương Hạc Linh từ đầu đến cuối khẽ cúi đầu. Từ đầu đến cuối đang sát lau chủy thủ. Cái kia chủy thủ giống như vĩnh viễn vậy lau không khô sạch. Hắn không có đáp án. Đại khái chỉ là không muốn nói mà thôi. Tất cả mọi người nói qua một lần về sau, quẻ sư ngắn gọn suy đoán nghĩ, ngâm ở máu bên trong ngón tay nhấc lên. Trên bệ đá cái kia nhỏ lõm miệng bên cạnh, có một khối để chống vuông vức địa phương, không có đường vân. Giống một chương giấy trắng, quẻ sư liền thấm máu, tại chỗ kia bên trên rồng bay phượng múa, viết xuống một cái chữ vân. Kiểu chữ tiên khí bồng bềnh, màu máu dữ tợn kỳ quỷ. Cái chữ này viết thành về sau, trần trụi trên thân nam nhân năm cái miệng máu liền lập tức đình chỉ chảy máu, người vậy ngừng thở, triệt để chết đi. Quẻ sư bình tĩnh nhìn xem cái chữ này, nhìn ra ngoài một hồi, bỗng nhiên nhắm mắt lại. Hai đạo vết máu từ khóe mắt uốn lượn mà xuống, nhìn tới khủng bố cực. Làm sao rồi? Trịnh Phi hỏi. Quẻ sư nhắm mắt không nói, chậm hồi lâu, mới mấp máy bờ môi, nhân quả quá sâu, quá nặng. Liền ta vậy nhất thời thấy không rõ lắm. Chữ bằng máu vào lúc này đánh tan, bệ đá sụp đổ, hóa vào trong đất bùn. Trịnh Phi lại nhếch miệng cười, thú vị. Lý Sấu thì rất kinh ngạc, chúng ta đồ chơi lợi hại như vậy. Khóe mắt máu tươi đã ngừng lại, nhưng quẻ sư như cũ nhắm mắt lại, phảng phất tại khắc chế chính mình, không nên nhìn cái gì. Thế nhưng không tính được tới, bản thân liền là một loại đáp án. Hắn nhẹ nhàng nói, sau đó hắn bắt đầu cười. Tại cái khác nhân mà ánh mắt kinh ngạc bên trong, hắn có chút điên cuồng nở nụ cười. Là tiên chủ a, hắn nặng nề mà nói. Rời đi Thuận An phủ về sau, Khương Vọng không có dừng lại, một đường cải trang, trải qua Vĩnh Ngực, qua Phú Xuân, cứ vậy rời đi Ung Cảnh, cứu Phong Minh, còn lại chính là chính hắn nhân sinh. Hắn lựa chọn như thế nào tiến lên, đều là chính hắn sự tình. Khương Vọng vậy có nhân sinh của mình muốn đi, không có nghĩa vụ đối với mỗi người phụ trách. Chín đại nhân ma tại Thuận An phủ như vậy nháo trò, giống hắn dạng này có khác mục đích tiến vào Ung Cảnh người, trong thời gian kế tiếp cũng sẽ không quá an bình. Nhất là hắn cũng căn bản nói không rõ lai lịch của mình, là lấy nhanh chóng rời đi Ung Cảnh, mới là lựa chọn sáng suốt. Về phần Phong Minh về sau như thế nào, về phần thần bí nhân kia nói tới gần đây hoạt động tại Ung Cảnh vô sinh giáo đồ, về phần Phương Hạc Linh làm sao trở thành chín đại nhân ma một trong, so với an toàn của mình, cũng đều không trọng yếu. Cái này bên trong... Nhất làm hắn để ý, nhưng thật ra là có quan hệ Trương Lâm Xuyên manh mối.
nhưng một cái có thể cùng U Minh Thần Linh đấu, lại đấu thắng người, hiển nhiên không phải là hắn bây giờ có thể đối phó. Hắn đã quyết định, trong thời gian ngắn cũng sẽ không tiếp tục có ý đồ với Trương Lâm Xuyên. Địch mạnh ta yếu, vậy liền trốn tránh. Lần sau lại đến Tây Cảnh thời điểm, hắn không phải là hắn hiện tại vấn đề, có lẽ cũng không lại là vấn đề. Ung quốc phía đông có một tiểu quốc, tên là Hòa, cùng quốc lại hướng đông, chính là Thiên Mã Nguyên. Đồng thời Thiên Mã Nguyên lại tại Vân Quốc phương Bắc. Thiên Mã Nguyên lại hướng Bắc, thì là một cái cường đại tông môn, tên là Nhân Tâm Quán, chính là cùng Đông Vương Cốc nổi danh Y Đạo Đại Tông. Bực này tông môn vậy không có ai sẽ trêu chọc. Mà Kinh Quốc càng Bắc, chính là Kinh Quốc. Cương vực bát ngát Kinh Quốc, cùng đã từng rực rỡ qua Ung Quốc, giống một lớn một nhỏ hai cái cự nhân, nửa bao quanh Thiên Mã Nguyên khu vực phụ cận. Phong phú Thiên Mã Nguyên cũng là nơi vô chủ, Khương Vọng luôn có một loại không tên cảm giác, giống như cùng quốc tồn tại, chính là vì ngăn cản Ung Quốc nhúng chàm Thiên Mã Nguyên. Rời đi Ung Quốc quốc cảnh, tiến vào cùng quốc cảnh bên trong thời điểm, Khương Vọng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hắn đã biết, là Vân Đỉnh Tiên Cung tại Phong, chỉ hai mạch trong cơ thể lưu lại cân bằng máu, dùng cái này nhường thanh Vân Đỉnh Phong, chỉ hai mạch duy trì dài lâu cân bằng. Nhưng mà năm đó Vân Đỉnh Tiên Cung, tại sao muốn làm như vậy đâu? Bảo trì phong, trì hai mạch cân bằng, đến cùng có ý nghĩa gì? Nếu như vẻn vẹn vì Thanh Vân Đình truyền thừa kéo dài, tựa hồ vậy không này cần phải. Lăng Tiêu Các cùng Linh Không Điện không gặp tình huống như vậy, vậy không có truyền thừa không đi xuống. Hắn nghĩ tới một cái cực độ âm u khả năng có thể hay không? Chính là vì cân bằng máu. Cân bằng máu luyện chế, đương nhiên không thể nào vẻn vẹn đem phong, trì hai mạch tu sĩ nấu cùng một chỗ liền có thể thực hiện. Tất nhiên có nó đặc biệt thủ pháp luyện chế cùng yêu cầu. Như vậy, vạn ác nhân ma, gọt thịt nhân ma luyện chế cân bằng máu thủ đoạn, từ đâu mà đến? Có thể hay không? Cũng là chuyển lại từ Vân Đính Tiên Cung. Hoặc là nói, dù là loại kia thủ đoạn thất lạc. Chỉ cần biết phong trì hai mạch tu sĩ có thể luyện chế cân bằng máu, nghiên cứu ra tương ứng thủ đoạn đến, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hắn đạt được bình bộ thanh vân tiên thuật, đạp thiện phúc mây xanh mà đi. Lộn vòng biến ảo, như đi đất bằng. Thiện phúc mây xanh xem ra phi thường chính phái, lương thiện. Nhưng đừng quên, kế thừa Vân Đính Tiên Cung một ít truyền thừa Thanh Vân Đình, còn có một môn gọi là hại họa mây đen bí thuật. Từ Thanh Vân Đình tông chủ chỉ định phương dùng ra, hiểm ác phi thường. Tiên thuật bình bộ Thanh Vân lấy thiện phúc mây xanh vì thuật giới, cân bằng máu. Có phải là cũng là một loại nào đó tiên thuật thuật giới? Mà lại, đối ứng bình bộ Thanh Vân, có phải là cũng hẳn là có một môn lấy hại họa mây đen vì thuật giới tiên thuật? Thời đại cận cổ ẩn tàng quá nhiều lịch sử, kia là một mảnh cực lớn trống không. Nhưng hậu nhân tại dài rằng giặc thời gian bên trong, không thể nào chạm đến, chỉ có thể phỏng đoán. Đắm chìm trong đối với thời đại cận cổ phủ bụi lịch sử trong suy tư, Khương Vọng bỗng nhiên sinh ra một loại cực lớn tim đập nhanh cảm giác. Giống như bị cái gì khủng bố hung thú để mắt tới, nhưng lại không biết ánh mắt kia từ đâu mà tới. Không biết cảm giác này từ đâu mà đến, cũng liền không thể nào ứng đối. Hắn chỉ có nắm chặt trường kiếm, cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Đúng lúc này, Vân Đính Tiên Cung phế tích quần lạc, bỗng nhiên rung động. Vân Tiêu Các, Linh Không Điện, Thanh Vân Đình, ba tòa hoàn hảo kiến trúc cùng nhau lưu chuyển ánh sáng xanh, một sợi cổ xưa rộng lớn khí tức ngắn ngủi xuất hiện tại biển ngũ phủ bên trong. Loại kia tim đập nhanh cảm giác, nháy mắt biến mất. Chương 783, Nguyên Thiên Thần. Vừa rồi xảy ra chuyện gì, Khương Vọng cũng không thể hoàn toàn rõ ràng. Tại toàn bộ quá trình bên trong vậy không có chút nào chủ động, chỉ có thể bị động cảm thụ. Nhưng từ Vân Đính Tiên Cung vừa rồi bỗng nhiên phát sinh biến hóa, mà loại kia tim đập nhanh cảm tùy theo trừ khử đến xem. Ước chừng là Vân Đính Tiên Cung chống đỡ một loại nào đó phương diện xâm nhập. Cái kia nguy hiểm không biết có lẽ là đến từ Vân Đính Tiên Cung địch nhân, hoặc là đã từng hủy diệt Vân Đính Tiên Cung hắc thủ, hoặc là cái gì khác cửu ra, tỉ như Trang Cao Tiện, Đỗ Như Hối vì truy tra Đồng Á cái chết làm cái gì. Khả năng rất nhiều, mà lại trên cơ bản đều là hắn không có cách nào đối phó người. Phí công suy đoán vô ích. Đã Vân Đính Tiên Cung có thể chống đỡ được, vậy liền trước tiên có thể thả một chút. Thực lực không đủ, nghĩ quá nhiều vô dụng. Hắn thu thập tâm tình đi đường. Chuyến này về Tề Quốc, vừa vặn có thể một đường lịch luyện. Thật tốt tôi luyện mới được thần thông, khai thác thứ hai nội phủ, thăm dò mới bí tàng, đồng thời cũng phải tìm một chút có tư cách khắc ấn tại thứ hai nội phủ đạo thuật. Lần này trở lại Lâm Truy, hắn mục tiêu lớn nhất, chính là muốn viện trợ Trọng Huyền Thắng gánh vác Trọng Huyền Tuân phản kích. Năm ngoái đầu tháng 8, Trọng Huyền Thắng thần lai nhất bút, đem Trọng Huyền Tuân đưa vào Tắc Hạ học cung tu học một năm. Nói là giúp đỡ thành tựu ngoại lâu. Nói cách khác, chỉ ít tại năm nay tháng 8 trước đó, Trọng Huyền Thắng liền muốn làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Trọng Huyền Tuân tư nhân làm ăn không sai biệt lắm bị tách rời, Vương Di Ngô trong quân đội tử tù trong doanh trại giam lại, 3 năm không được về Lâm Truy.
như thế đủ loại, làm Trọng Huyền Tuân rời đi Tắc Hạ học cung thời điểm, thế tất yếu có một hồi không cách nào trốn tránh Giao Phong. Cái kia thế nhưng là danh xưng đoạt hết cùng thế hệ phong hoa, Trọng Huyền Tuân. Trọng Huyền Thắng thừa nhận áp lực, trên mặt không nói. Nhưng từ hắn điên cuồng bế quan, cũng có thể thấy được một hai. Mưu lực bên trên Khương Vọng tự nhận là không giúp được vội vàng, chỉ có thể về việc tu hành tốn nhiều công phu, hết một phần tâm lực cho nên nhiều lần tại Thái Hư Huyễn Cảnh, bên trong khiêu chiến Trọng Huyền Thắng, công cái gì, hắn Khương Mỗ người kỳ thật không nhiều để ý, liền đơn thuần là vì đám bằng hữu, đáng tiếc mỗi lần đều bị cự tuyệt, mập mạp này quá không biết tốt xấu. Khương Vọng tại Hòa Quốc dừng lại mấy ngày, một là vì thể ngộ tình đời, hai là đối với Thiên Mã Nguyên dạng này một khối bảo địa có chút hiếu kỳ, muốn nhìn một chút, tại liền nhau Hòa Quốc phải chăng có thể có cái gì truyền thuyết chuyện cũ loại hình, phong phú tầm mắt của hắn lịch duyệt. Nhưng lại mấy ngày sau, ngược lại sinh ra mới nghi hoặc. Cái này tiểu quốc cùng nước khác không giống, chỉnh thể khí chất không lạnh không nóng, hoàn toàn không có tiểu quốc cái chủng loại kia cẩn thận chặt chẽ hoặc là cảm giác cấp bách. Trên đường cái người đi đường đều là chậm rãi, có thể thấy được không có gì sinh hoạt áp lực. Nơi này kiến trúc phổ biến thấp bé rộng lớn, trừ thần miếu bên ngoài, hiếm thấy lầu cao. Tại mặt đường bên trên rất ít có thể nhìn thấy có người mặt đỏ cãi lộn, liền có mâu thuẫn gì phát sinh, người khác nhiệt tâm khuyên giải vài câu, vậy rất nhanh liền tán. Dạng này một cái tiểu quốc, dựa vào cái gì có thể tại Ung quốc giường nằm bên cạnh bảo trì thong dong. Nhiều năm trước tới nay chưa từng trêu chọc đao binh, dựa vào cái gì bách tính sinh hoạt như thế hòa thuận, giàu có. Đầu tiên Khương Vọng coi là bởi vì Thiên Mã Nguyên cất giấu bí mật nào đó, như Cảnh quốc, Kinh quốc dạng này thiên hạ cường quốc, đặc biệt nâng đỡ Hòa quốc, coi nó là một cái đinh, đính tại nơi này, ngăn cản Ung quốc đông vào. Đây là Tinh Nguyệt Nguyên mang cho hắn liên tưởng. Tinh Nguyệt Nguyên không phải liền là bởi vì Tề Cảnh tranh chấp không dưới, chỉ có thể gác lại giữ lại sao? Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, điều phỏng đoán này chưa hẳn chính xác. Đầu tiên là bởi vì mối quan hệ, ở xa trung vực Cảnh quốc, coi như duy trì Hòa quốc, có thể cho duy trì cũng không nhiều. Tựa như Trang, quốc kỳ thật vậy không có đạt được Cảnh quốc quá nhiều thực chất phương diện duy trì, Trang quốc có thể tại Tây Cảnh đứng vững, dựa vào là ba đời kinh doanh. Kinh quốc diện tích lãnh thổ bao la, đồng thời cùng Ung quốc dạng này khu vực đại quốc, cùng với Nhân Tâm quán dạng này y đạo thánh địa giáp giới, ngược lại là có thể cho Hòa quốc càng nhiều duy trì. Nhưng rất cho thấy một điểm là Hòa quốc trên dưới đối với Kinh quốc, cũng không có cỡ nào đặc biệt tốt cảm giác. Khương Vọng thỉnh thoảng nghe đến nơi đây bách tính đề cập Kinh quốc người, rất có một loại kia man di cũng, khinh thường. Nếu như Kinh quốc là Hòa quốc phía sau theo chống đỡ, vậy liền không nên như thế. Cho nên hắn đưa ánh mắt nhìn về phía thần miếu. Hòa quốc tín ngưỡng không giống với nơi khác, cảnh nội không nhìn thấy một tòa đạo quán, một tòa Phật tự. Có chỉ là nơi này đặc hữu thần miếu. Quốc gia này người, phổ biến tín ngưỡng Nguyên Thiên Thần. Này thần tương truyền là trời xanh con trai, Nguyên Thiên, ý tức ban sơ thần. Tại hỗn loạn thời kỳ, có cảm tại thế nhiều người gian, dân chúng lầm than. Trời xanh con trai tuân mệnh mà hàng, phổ độ chúng sinh. Thế là liền có thế gian đệ nhất tôn thần linh. Là vì Nguyên Thiên Thần. Đương nhiên, đây là cái lưu truyền tại Hòa quốc truyền thuyết. Ngoài ra, tại bất luận cái gì một quốc gia, Khương Vọng cũng không từng nghe qua loại thuyết pháp này. Cái gọi là Nguyên Thiên Thần, cũng căn bản không có danh tiếng gì. Tên tuổi ra không được Hòa quốc một bước, như đưa ánh mắt thả đến thiên hạ, chí ít người nước Mục chắc chắn sẽ không đồng ý Nguyên Thiên Thần, vì thế gian đệ nhất tôn thần linh. Nhưng Hòa quốc sở dĩ có thể như thế gió êm sóng lặng, chỉ sợ cùng trải rộng Hòa quốc các nơi Nguyên Thiên Thần thần miếu cắt không thể rời đi. Có cùng Bạch Cốt Tà Thần tiếp xúc, Khương Vọng đối với cái gọi là thần linh ấn tượng, tự nhiên chưa nói tới tốt bao nhiêu. Thậm chí Nguyên Thiên Thần cái tên này, cũng làm cho hắn cảm thấy tựa như là Thiên Mã Nguyên bên trong qua loa góp hai chữ. Thần đạo thịnh hành thời đại sớm đã tiêu vong, dù là thân ở thiên hạ cường quốc liệt kê mục quốc, cũng vô pháp đem bọn hắn thương đổ thần tín ngưỡng truyền bá đến quốc cảnh bên ngoài. Nho nhỏ Hòa quốc tín ngưỡng, bảo thủ tại bản thổ, cũng hợp tình hợp lý. Mà có Bạch Cốt Tà Thần hiện ra lực lượng cường đại đối đầu so, một tôn chân chính thần linh, có thể bảo hộ Hòa quốc, cũng không phải cái gì khó có thể lý giải được sự tình. Trên thực tế, tại ý thức đến Hòa quốc rất có thể có một tôn thiết thực tồn tại thần linh, về sau, Khương Vọng liền đã chuẩn bị rời đi. Hắn tu hành không liên quan thần đạo, đối với thần linh, hắn cũng không có cái gì hứng thú. Tại một gian thấp bé nhưng rộng lớn trong phòng rượu, uống một bình nơi đó thanh hòa tử, rượu sắp hết, đang muốn lúc rời đi, một đoạn đối thoại gây nên hắn chú ý, nói chuyện chính là hai vị khách uống rượu. Ước chừng đều là hơn 20 niên kỷ, nhìn tới tương đối tuổi trẻ. Phía Tây sự tình ngươi nhưng có chú ý. Ung quốc xuất binh phạt tiểu, đại bại tiểu quốc biên quân. Này lại nói không chừng đều đánh tới tiểu đô. Trong đó một người mặc võ phục người nói. Hắn nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, lãnh binh tựa như là tiêu võ. A ha ha,
Một người khác xem ra tựa như là nguyên thiên thần thần miếu tế ti, người mặc y phục hàng ngày, nhưng bên hông có một khối đại biểu thần miếu ngọc, nghe vậy cười, là ta biết cái kia Tiêu Võ sao? Cái kia võ phục nam tử vậy cười, có thể tại Ung Quốc thống lĩnh đại quân, còn có thể là ai? Hư hư thực thực thần miếu tế ti nam tử lắc đầu, cảm khái nói, tiểu quốc đã từng lập quốc thời điểm, nói cái gì, thạch cùng tiêu, trung thiên hạ. Chúng ta thần miếu đều có ghi lại rồi. Hiện tại nếu là từ Tiêu Võ diệt tiểu, cũng là thú vị. Hai người này thân phận đều không tầm thường, nhưng giống như không cảm thấy bọn họ nói chuyện là không phải đại sự gì tình, cũng không ngu bị người nghe thấy. Trên thực tế liền Khương Vọng quan sát, trong phòng rượu hoàn toàn chính xác vậy không có mấy người nói, với bọn họ sự tình cảm thấy hứng thú. Cái gì đại chiến, cái gì đại quân, đều rời Hòa Quốc quá xa. Trước đó Trang Ung Quốc chiến đánh cho kịch liệt như vậy, Hòa Quốc cũng là bát phong bất động, tức không khẩn trương, cũng không kích động. Sự thật vậy chứng minh, không cần nói Trang, Ung, đều không có ai đem ý nghĩ động đến Hòa Quốc trên thân. Cũng không biết Trần Quốc sẽ có hay không có phản ứng. Võ phục nam tử thuận miệng hỏi, xem ra cũng không rất để bụng. Ai biết được. Hư hư thực thực thần miếu tế ti nam tử lắc lắc tay, quản bọn họ làm sao chơi đùa lung tung. Người không phải là đã đến tề sao? Đi, tam phân hương khí lâu đi, tiếp tục uống. Hai người hi hi ha ha, cười nói đi ra rượu phòng. Trong phòng rượu, Khương Vọng chậm rãi để ly rượu xuống. Thanh hòa tửu lăn tại trong cổ, có một loại vạn vật sinh trưởng mạnh mẽ. Xen lẫn một điểm, cây giống chui từ dưới đất lên mới bắt đầu cay đắng. Chương 784, tháng 2 gió xuân lạnh. Khương Vọng nếu như biết chín đại nhân ma lão đại, hiện tại liền ẩn cư tại Trần Quốc vô hồi cốc. Có lẽ sẽ đối với nhân ma tập kích Thanh Vân Đỉnh, đại náo Thuận An Phủ một chuyện, có càng nhiều suy nghĩ, nhưng hắn cũng không biết. Cho nên hắn cũng liền không cảm thấy, Ung Quốc phạt tiểu sẽ có biến số gì phát sinh. Hắn thấy, tiểu quốc quốc diệt mấy thành kết cục đã định. Thứ nhất nhân ma ngay tại vô hồi cốc, chuyện này không chỉ là Khương Vọng không biết. Ung Quốc trên dưới đối với cái này cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Phụ trách xử lý Thanh Vân Đình hủy diệt sự tình tỉnh thân bá Diêu Khải, tạm thời cũng chỉ là đem cái này lên sự kiện định tính vì chín đại nhân ma nhìn chúng Thanh Vân Đình cái nào đó cổ xưa truyền thừa, thừa dịp Uy Ninh Hầu rời đi Thuận An Phủ thời điểm khởi xướng tập kích. Tại Phong Minh bị tìm tới, biết được cân bằng máu, tin tức tương quan về sau, Diêu Khải càng chắc chắn loại này suy đoán. Nhưng mà, chín đại nhân ma như cùng Trần Quốc có ăn ý nào đó tồn tại, Trần Quốc lực lượng liền không nên bị không để ý tới. Đương nhiên, những chuyện này trước mắt đều không có quan hệ gì với Khương Vọng. Lúc này ngồi tại Hòa Quốc một tòa cấp cao trong phòng rượu hắn, chỉ là có một ít không hiểu thấu tạp tự. Tỷ như Nguyên Thiên Thần Thần Miếu xem ra giới luật rất rộng rãi, tế ti vậy mà có thể say rượu, đi dạo thanh lâu. So sánh dưới làm hòa thượng cũng quá cực khổ một chút. Mà Tam Phân Hương Khí Lâu cái tên này cũng làm cho hắn có một lát hoảng hốt. Nhớ tới từng cùng Triệu Nhữ Thành, Đỗ Giã Hổ đám người nâng cốc môn hoan thời gian, nhớ tới một màn kia bóng hồng. Hắn lúc đầu có thể nhẹ nhõm đem những thứ này tạp tự chém mất, nhưng ở cái này lại một lần nữa đi xa trước đó, ngắn ngủi bỏ mặc chính mình. Hắn cho tới nay tiếp nhận khủng bố áp lực, là người bình thường không cách nào tưởng tượng. Hắn cơ hồ chưa hề đã cho chính mình buông lỏng thời gian, có lẽ là Hòa Quốc yên tĩnh tường hòa bầu không khí, nhuận vật im ắng lây nhiễm hắn. Chẳng biết tại sao, đột nhiên muốn đi nơi này Tam Phân Hương Khí Lâu nhìn một chút, thế là đứng dậy, liền đi nơi này Tam Phân Hương Khí Lâu vừa nhìn. Xốc lên bức màn dày của phòng rượu, đối diện một hồi gió lạnh thổi đến, hắn nhắm mắt lại cảm thụ chỉ chốc lát, liền tiếp tục đi ra ngoài. Ngẩng đầu, thẳng sống lưng, ấn kiếm, bước chân kiên định. Tháng 2 gió xuân như mang lạnh, thổi tới đối diện vậy như sương. Tam Phân Hương Khí Lâu mở khắp thiên hạ, không phải là một câu nói bừa. Trang Quốc đã hủy diệt Phong Lâm Thành bên trong, đã từng có một tòa Tam Phân Hương Khí Lâu, là Phong Nguyệt thứ nhất. Hùng vĩ như Lâm Truy Thành, cũng có một tòa Tam Phân Hương Khí Lâu, gần như chỉ ở tứ đại danh quán phía dưới. Theo Tây tới Đông mấy vạn dặm, Tam Phân Hương Khí Lâu giống như ở khắp mọi nơi, loại này bao trùm trình độ cỡ nào kinh người. Nó bản thân đã là một cái thế lực khổng lồ, như tiến hành thống hợp, chỉ sợ đủ để cùng thiên hạ bất luận tông môn gì khách quan. Nhưng Khương Vọng rõ ràng, thiên hạ tất cả Tam Phân Hương Khí Lâu, đều có một cái nguyên tắc căn bản không liên quan siêu phàm. Tựa như Tề Quốc tứ đại danh quán, phía sau đều có cường lực nhân vật trưởng khống. Tứ đại danh quán bản thân, cũng đều có siêu phàm vũ lực tọa chấn. Tam Phân Hương Khí Lâu nhưng là chưa từng có siêu phàm tu sĩ đứng đến trước đài. Vĩnh viễn không tham dự phân lâu nơi đó chính trị hút mắc, vĩnh viễn chỉ làm đơn thuần, thanh lâu làm ăn. Đây là Tam Phân Hương Khí Lâu có thể khoách trương tấn mãnh, phân lâu mở khắp thiên hạ cơ sở. Thế nhân đều biết Tam Phân Hương Khí Lâu tiềm ẩn đáy nước bộ phận tất nhiên cường đại, nhưng ai cũng không biết mạnh bao nhiêu. Hoặc là đây cũng là một loại tự vệ thủ đoạn, để cho người không mò ra sâu cạn, cũng liền không dám vọng động. Đương nhiên, cái gọi là mở khắp thiên hạ,
Tam phân hương khí lâu cũng không phải chưa hề bị ngăn trở. Chí ít tại Bắc vực, tam phân hương khí lâu cũng không một nhà phân lâu, nghe nói là bởi vì tam phân hương khí lâu lâu chủ đắc tội mục quốc cái nào đó đại nhân vật, phân lâu bởi vậy cấm vào Bắc vực. Truyền ngôn không biết thực hư, bất quá tam phân hương khí lâu dừng ở Bắc vực bên ngoài đích thật là sự thật. Hóa quốc tam phân hương khí lâu chỉ có 3 tầng cao, ước chừng là vì nghênh hợp nơi này lối kiến trúc. Lầu các cấu kết, chiếm diện tích rất rộng. Địa long cửa hàng đến cực ấm, trong không khí phiêu diêu lấy cũng không chán mùi son phấn. Phòng trong so phòng ngoài, càng như mùa xuân. Tại Tú Ba Ân cần gọi bên trong, Khương Vọng ngữ khí tùy ý, muốn cái chỗ ít người, thượng hạng rượu, muốn nghe tốt giọng. Tú Ba dáng tươi cười sán lạ, dĩ nhiên không phải bởi vì Khương Vọng anh tuấn hoặc là có tiền. Không quan tâm là ai, nàng đều có thể cười đến như thế sán lạ, lang quân mời tới bên này. Không quan tâm bao lớn niên kỷ, nàng cái này tiếng lang quân đều gọi đến ra miệng. Một đôi cánh tay ngọc ngàn người gối, nửa điểm môi son vạn người nếm. Trong thanh lâu nhiệt tình, Khương Vọng đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Hắn đến không phải vì da thịt sự tình, không cần đi trong phòng. Tại một chỗ lấy điểm mai bình phong ngăn cách chỗ trang nhã ngồi xuống, nghe cách đó không xa trong trẻo uyển chuyển tiếng ca, tùy ý ký ức từng chút phát ra. Nhữ Thành là nhất thường tới này chút địa phương. Nhưng Khương Vọng biết, Triệu Nhữ Thành kỳ thật không thích. Cái gì ôn hương nhuyễn ngọc, cái gì mỹ nhân như hoa, Triệu Nhữ Thành thấy nhiều, thấy mệt. Hắn gương mặt kia chỉ cần vừa lộ, bao nhiêu đại cô nương tiểu tức phụ tranh đoạt lấy hướng trên thân thiếp, làm sao từng sẽ say mê cái gì ôn nhu hương. Hắn chỉ là muốn tê liệt chính mình, tại ngày qua ngày chết lặng bên trong, tìm kiếm hoảng hốt tự đắc. Rượu ngon đưa ra, bồi rượu chính là một vị khí chất dịu dàng cô nương. Khương Vọng khoát khoát tay. Chính mình tiếp nhận bầu rượu, xoay chuyển chén rượu, đầy hai chén. Dùng ngón tay trỏ vén một chén đến cô nương này trước mặt. Mời uống rượu. Hắn nói, chúng ta uống một mình tự nhạc. Cô nương cũng là không ngoài ý muốn, thanh lâu loại địa phương này, tam giáo cửu lưu, loại người gì cũng có. Đến tìm khoái hoạt, khuôn mặt đáng ghét, rất nhiều dở hơi. Khó mà tính toán. Kia công tử có việc xin phân phó, tóm lại tiêu tiền là đại gia, khách nhân muốn thế nào giống như cái gì. Nàng nhỏ nhấp một miếng, liền lặng yên ngồi ở một bên, cũng nghe lên khúc tới. Khương Vọng cũng không đi bất kể nàng, trước chính mình uống hết một chén, lại một lần nữa rót. Chén rượu này mới ngược lại một nửa, chợt có một cái mùi rượu cực nặng người chen chúc tới. Ầm, hai tay chống án, nhìn xuống Khương Vọng. Ai, vị khách nhân này, ngài. Bồi rượu cô nương đứng dậy muốn cản. Lại bị người tới dựng thẳng trường ngăn tại trước mặt. Bồi rượu cô nương nhìn một chút bên hông hắn ngọc, vậy liền không nói tiếng nào ngồi xuống. Khương Vọng tiếp tục rót rượu, đem đầy thời điểm, mới nhẹ nhàng dương mắt. Nhận ra người, chính là trước tiên ở trước trong phòng rượu nhìn thấy, cái kia hư hư thực thực nguyên thiên thần thần miếu tế ti người trẻ tuổi. Này lại, cùng hắn đồng hành cái kia võ phục nam tử cũng không ở bên người. Có bằng hữu từ phương xa tới, không có ý định cho ta rót một ly. Hắn nhìn xem Khương Vọng nói. Khương Vọng phối hợp rót đầy chén rượu của mình, sau đó nhẹ nhàng nâng cốc ấm buông xuống, bằng bạc mỏ hạc bầu rượu đứng im tại trên bàn. Là một cái trầm mặc đáp án. Người tới lại đi nghiêng về phía trước một điểm, hiện ra một loại cực mạnh cảm giác áp bách. Người theo dõi ta sao? Hắn hỏi. Không nên hiểu lầm. Ta chỉ là cái người qua đường. Khương Vọng nói, trùng hợp nghe các ngươi nói tới tam phân hương khí lâu, liền động ý tới gặp biết kiến thức. Chúng ta nói nhiều như vậy, ngươi lại chỉ nghe được một cái tam phân hương khí lâu. Chỉ có tam phân hương khí lâu tương đối thú vị. Khương Vọng nói. Ha 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 ha. Người tới cười lên. Toàn bộ chỗ trang nhã bầu không khí tựa hồ cũng theo đó hỏa hoãn. Cái gọi là nhân giả thấy nhân, trí giả thấy trí. Ngươi có thể thấy một cái tam phân hương khí lâu, xem ra có lẽ là người thú vị. Có lẽ vậy. Khương Vọng nói, nên giải thích, ta đã giải thích. Ngươi bây giờ cái dạng này, rất không lễ phép. Còn có khác sự tình sao? Ngươi không biết ta là ai? Ngươi tới nhíu nhíu mày, tự có một cỗ ở trên cao nhìn xuống cưỡng bức, cần biết ta tính tình không phải là thật tốt. Khương Vọng nhìn xem vị này rõ ràng địa vị cực cao hòa quốc quyền quý, biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ nói, ta tâm tình không phải là thật tốt. Chương 785, trong lầu ngoài lầu. Bồi rượu cô nương nín thở, trong nội tâm nàng đồng tình vị này thật tốt chiêu đãi khách nhân, nhưng lúc này cùng hắn rằng co, lại là tuyệt đối chọc không được đại nhân vật. Nàng thậm chí liền thông báo một chút Tú Bà ý niệm đều không có, bởi vì không cần nói tam phân hương khí lâu bên ngoài cường đại cỡ nào, tại hòa quốc. Đều phải xem người này sắc mặt, nho nhỏ chỗ trang nhã bên trong, một ngồi một đứng. Hai cái đều tính tuổi trẻ, cũng đều tính được kiêu ngạo người. Bốn mắt nhìn nhau, tại lẫn nhau ánh mắt bên trong, cũng không nhìn thấy lùi bước. Ta hiện tại tin tưởng, người thật chỉ là đi ngang qua. Người tới rốt cục đứng thẳng người,
tay vậy rời đi bàn rượu, cải biến cái kia rất có cảm giác áp bách tư thế. Bởi vì nhận biết ta người, không ai dám nói chuyện với ta như vậy. Hắn nói, tại dài lâu hòa bình hoàn cảnh, cùng với nồng đậm lại tương đối ôn hòa tông giáo bầu không khí bên trong, Hòa Quốc người phổ biến dưỡng thành không lạnh không nóng điềm tĩnh tính cách, nhưng người này ngược lại là tự tin kiêu ngạo đến kịch liệt, cũng không biết hắn là chính mình lợi hại, hay là bối cảnh lợi hại, lại hoặc cùng có đủ cả. Người này chống đỡ bàn đến rời bàn toàn bộ quá trình bên trong, phương này phổ phổ thông thông bàn gỗ vững vững vàng vàng, dù là cái chén đã ngược lại rất đầy, rượu dịch cũng đều chưa tràn ra một giọt. Bởi vì Khương Vọng có một ngón tay, nhẹ nhàng khoác lên bàn rượu bên trên. Bồi rượu cô nương an vị ở một bên, nhưng hoàn toàn không biết vừa mới tràn đầy tại bàn rượu bên trên đạo nguyên giao phong. Cực kỳ tinh xảo nhỏ xíu thăm dò cùng va chạm, từ bắt đầu đến trừ khử, không có nửa điểm gợn sóng. Để ngươi thất vọng. Khương Vọng thu hồi căn này ngón tay, nhẹ giọng nói. Cùng tuần tự hai vị chân nhân giao phong, nhường Khương Vọng tại đạo nguyên tinh tế trưởng khống bên trên, có bước tiến dài. Đương nhiên, hắn vĩnh viễn sẽ không nói cho người khác biết, hắn cùng hai vị chân nhân, là ở nơi nào giao phong. Vừa vặn tương phản, ta thích ngoài ý muốn. Người tới nói, này lại nhường ta cảm giác, nhân sinh không có như vậy không thú vị. Vừa rồi giao lưu, đã đủ để chứng minh Khương Vọng có bất phàm thực lực. Vẻn vẹn thăm dò, giới hạn tại trình độ như vậy liền tốt. Như muốn tiến thêm một bước, liền cần phải làm thật, đến một hồi chém giết. Bèo nước gặp nhau, không này cần phải. Bởi vậy hắn chuẩn bị rời đi, thật tốt hưởng thụ rượu ngon cùng mỹ nhân, tin tưởng ngươi biết thích Hòa Quốc. Khương Vọng nâng lên chén, xem như đưa tiễn, đối với dân chúng đến nói, cái này đích xác là cái không sai quốc độ. Người tới cười cười, rời đi nơi này trước đó, bỗng đối với cái kia bồi rượu cô nương nói, có lẽ hắn muốn biết ta là ai, không cần giấu hắn. Sau đó mới nghênh ngang ra. Bồi rượu cô nương này lại vậy có thể nghĩ đến vị khách nhân này bất phàm, nhìn về phía Khương Vọng ánh mắt, cũng liền có chút kính sợ thành phần. Nàng là làm tốt giảng thuật chuẩn bị. Muốn Trần Thanh lợi hại, nói cho Khương Vọng vừa mới người kia không có nhiều phàm, bối cảnh cỡ nào hiển hách. Tại ước lượng lấy muốn làm sao nhắc nhở Khương Vọng thật tốt chú ý. Nhưng Khương Vọng chỉ nói là nói, mời uống rượu. Giống hắn vừa mới ngồi xuống đến như vậy. Vẫn là câu nói kia, hay là cái kia thái độ. Vừa rồi đột ngột mà đến, lại thẳng thắn đi vị trẻ tuổi kia, có lẽ là muốn tìm kiếm Khương Vọng đấy. Có lẽ hắn chỉ là đơn thuần kiêu ngạo. Có lẽ hắn là lấy vì, Khương Vọng khi biết thân phận của hắn về sau, liền nhất định sẽ đi đến nhà xin lỗi. Nhưng điều không quan trọng. Khương Vọng không có hứng thú. Hòa Quốc với hắn ý nghĩa là dọc đường, hắn tại Hòa Quốc ý nghĩa là người qua đường. Đến Tam Phân Hương khí lâu chuyến này, chỉ là cảm xúc một lát phóng túng, là đối đã từng phong lâm thành bên trong cái kia đoạn thời gian nhớ lại. Nhưng bây giờ, hào hứng không có. Rượu còn đầy tại trên bàn, nhưng đã không muốn lại uống. Hưng khởi mà đến, hưng hết làm đi. Danh sĩ phong lưu, hẳn là như thế. Đột nhiên tất cả tạp tự đều tiêu tán, không chém tự đoạn. Khương Vọng bật cười lớn, lưu lại một thỏi vàng, đứng dậy rời đi nơi này. Tức không vội vàng, cũng không do dự, lòng có định kiến, qua lượt ngàn buồm. Không người nào biết hắn ở đây diễn một kiếm kia là danh sĩ thất vọng. Danh sĩ thất vọng cũng phong lưu. Chỉ có nơi đây bồi rượu cô nương, sững sờ nhìn xem cái này bội kiếm thiếu niên lang bóng lưng, chẳng biết tại sao, chợt thấy trên mặt phát nhiệt. Giống như lửa thiêu, hư hư thực thực nguyên thiên thần thần miếu tế ti người trẻ tuổi, rời chỗ này chỗ trang nhã, cũng không cần người dẫn đạo, quen cửa quen nẻo đi lòng vòng, thẳng đi vào một chỗ phòng riêng, đẩy cửa vào. Bên trong phòng ngồi không ít người, nhìn mặc từng cái không phú thì quý. Lúc trước cùng hắn tại rượu phòng cùng uống võ phục người trẻ tuổi ngay tại tòa, thấy là hắn, liền cười phàn nàn, tề tự người, nhưng không thấy Nguyên huynh. Người mới vừa đi chỗ nào, thế nhưng là trốn rượu. Họ Nguyên nam tử cười to, rượu chính là cứu thế thuốc hay, cầu vui quỳnh tương, ta sao lại trốn? Vung tay áo, phóng khoáng phi thường, cùng ta rót đầy. Sớm có thức thời người tiếp khách vì hắn rót đầy chén rượu, nghênh hắn vào chỗ. Đang ngồi trong mọi người, rất rõ ràng lấy ba người làm trung tâm. Một là cái kia võ phục nam tử, một là cái này họ Nguyên nam tử, còn có một cái, là cái mặt mày như tranh vẽ, mị hoặc tận xương mỹ nhân. Nàng ngồi một mình một phương. Tại một đám Hòa Quốc quyền quý ở giữa, không chút nào lộ ra thế yếu, ngược lại để cho người hoàn toàn không cách nào xem nhẹ. Nàng khẽ mở môi đỏ, thanh âm cũng là xốp giòn mềm nhũn mềm, tại trong lòng người cái kia sợi dây bên trên trêu chọc, Nguyên Dã đại nhân thật là trong rượu hào kiệt. Mỗi chữ mỗi âm thanh, mỗi gọi run lên trong lòng. Không phải ta thích rượu như mạng. Nguyên Dã nâng chén uống một hơi cạn sạch. Con mắt không có chút nào tị húy mà nhìn chằm chằm vào mỹ nhân kia, ta chỉ là nghĩ. Uống nhiều một chút, có lẽ muội nguyệt cô nương, người có thể tha thứ ta cản rỡ. Hắn lúc trước cùng Khương Vọng nói, thật đúng là không phải là nói khoác.
ngồi đầy những người này, không phú thì quý, từng cái tại Hòa Quốc đều chen mồm vào được, có sức ảnh hưởng của mình. Hắn lại toàn bộ không nhìn, tùy ý mà làm. Nguyện tới thì tới, muốn uống liền uống, muốn đùa giỡn mỹ nhân, liền đùa giỡn mỹ nhân. Những người khác vậy không có chút nào bị mạo phạm đến cảm giác, từng cái trên mặt tươi cười, hiểu chuyện quan tâm, không người quấy rầy. Tại Nguyên Dã cái kia rất có cảm giác áp bách ánh mắt nhìn chăm chú. Muội Nguyệt nhẹ giọng cười một tiếng. Cái kia tiếng như tại không trung bồng bềnh, lượn lờ, uyển chuyển lấy hướng trong lòng người chui vào. Nàng cười nói, Nguyên Dã đại nhân chính là thần mệnh chi tử, tôn phúc không tới hai lần. Nhất cử nhất động, thần hệ thiên quân. Vào thì hiển quý, ra thì hào kiệt, nào có càn rỡ nói chuyện. Lời này đem Nguyên Dã bưng lấy cực cao, lại nhẹ nhàng nhu nhu, liền đem hắn đùa giỡn hóa giải. Nhiều người không giận nổi tới. Nguyên Dã nhìn chung quanh một chút, trên mặt cũng cười, nhìn một chút Muội Nguyệt cô nương, thật là biết nói chuyện. Nhưng cái kia cỗ bức nhân tư thái, đã thu liễm. Đám người nhao nhao phụ họa. Cái này khen Nguyên đại nhân như thế nào tôn vinh, cái kia khen Muội Nguyệt cô nương thật chu đáo. Qua ba lần rượu, võ phục nam tử hai tay đè ép, Muội Nguyệt cô nương lần này tới Hòa Quốc dụng ý, chư vị đều đã rõ ràng. Làm ăn này có làm hay không đến, như thế nào làm, còn cần nhanh chóng có cái lời chắc chắn. Thời gian không đợi ta, chư vị đều bận bịu. Muội Nguyệt cặp kia câu hồn đoạt phách con ngươi nhẹ nhàng chuyển qua, tiểu nữ tử chưa quen cuộc sống nơi đây, còn mời mọi người nhiều hơn chiếu cố mới là. Nơi nào, một vị trung niên vừa làm cái câu chuyện, Nguyên Dã liền ngắt lời nói, hôm nay không nói công sự, nói uống rượu, liền uống rượu. Người này không có chút nào vẻ giận đem lời nuốt xuống, còn bồi một cái sán lạn khuôn mặt tươi cười. Muội Nguyệt đem hết thảy đều thu ở trong mắt, lại nhẹ nhàng cười nói, Nguyên đại nhân nói đúng. Hôm nay Muội Nguyệt yến khách, vốn là ở giữa bạn bè tiểu tụ, nói đến làm ăn đến, ngược lại tục khí. Lại tâm sự Hòa Quốc phong cảnh, như thế nào? Cũng làm cho Muội Nguyệt kiến thức một hai, biết cỡ nào phong cảnh, có thể nuôi ra chư quân khí phách. Rõ ràng nàng là phụ tam phân hương khí lâu trách nhiệm mà đến, nhưng lại không thấy chút nào nóng vội. Ngược lại so Hòa Quốc nơi đó những người này, muốn biểu hiện được càng lạnh nhạt một chút. Giống như việc này, cũng không trọng yếu. Đang ngồi đám người mịt mờ trao đổi ánh mắt. Riêng phần mình có riêng phần mình tính toán. Đương nhiên Nguyên Dã là không thèm để ý những thứ này, hắn là thật không quan tâm. Tràn đầy phấn khởi ở nơi đó nói, Hòa Quốc phong cảnh dễ chịu, mới có thể dẫn tới giai nhân đến thăm đi. Nói đến, ta vừa mới còn gặp được một cái người thú vị, cũng là người bên ngoài.